mình. Mình làm gì sáng giờ không chăm chà được mình trong lóc vậy nè trời. Tôi quên, tôi cũng mới về. Đi đâu mới về? Đi mua đồ làm móng. Đi đâu thì đi, lo chuyện nhà trước đi chứ. Thì công chuyện nhà ở đó giờ một tay tôi làm chứ ai. Nay tôi nói tôi quên, càm ràm hoài. Cha, bữa nay bà đặt chả treo nữa ha. Không phải sao? Thôi mệt quá đi, bỏ qua chuyện nước đi. Lát tôi uống nước mưa cho má mà vừa lòng. Ừ, uống nước mưa đi cho mát. Dọn cơm nước ăn đi. Chưa nấu. Trời ơi trời, cái nhà này nay bị trời. Làm gì chưa nấu? Chờ một chút đi. Chờ một chút là bao lâu? Thì tôi rửa xong bộ móng tay này rồi tôi đi nấu cho ăn. Nguyên bộ móng tay mấy ngón? 10 ngón chứ muốn mấy ngón. Bây giờ ngón thứ mấy rồi? Thứ hai. Trời ơi, chắc tới sáng quá. Chứ ăn cơm chiều luôn quá. Thôi dẹp hết đi. Vô vô gạo nấu cơm cho tôi liền. Không, tôi không dẹp. Một là chờ, hai là tự làm đi ha. Cái gì? Cái gì tự làm? Nếu là tự làm á thì trong nhà là cần bóng dáng bà làm cái gì? À, bữa nay kêu tôi bằng bà luôn ha. Quá là xưa giờ tôi giống như con ở đợ con vậy đó hả? Ở đợ cái gì mà ở đợ? Má mày thấy trên đời có con ở đợ nào mà giữ hết tiền của chồng không? Hả? Mình coi là cách làm vợ của mình đi nha, nha. Tôi nói tôi không làm hồi nào. Tôi kêu là chờ chút xíu đi hà. Vậy mà nhảy đồng đồng lên. Ông nói tôi, ông tự nhìn lên mình đi. Tôi sao? Tôi im quá mà, quá im mà phải không? Làm chồng gì mà suốt ngày chỉ biết sai. Muốn ai cũng phải làm vừa lòng mình hết hả? Ừ thì vậy mới là chồng, chồng là vậy đó, là sai đó, là chồng đó. Ta như một con chim lạc đàn đang tìm về tổ cũ, rồi một ngày tìm lại quê xưa. Một bóng một thân tổ ấm đâu còn, trên lối mòn quạnh hiu đầy xác lá khô vàng. Thôi 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 đi, tao lại mày ba đời. Trời chuyển mưa rồi đó, mày ca hồi ảnh ương vô đầy nhà vậy. Buồn muốn chết mày ca, tao nhớ bà ngoại tao. Có chuyện gì buồn quá không? Nghe hát bài là tao biết rồi. Trời trời trời, anh đừng nói em là anh không đeo kiếng áp chồng mà anh đeo kiếng chụp em trai nha. Tao dòm thấu tới tim đen mày nữa. Vợ chồng lục đục chứ gì? Thánh thần ơi, giống như chụp ít quang luôn á. Quang gì? Dòm cái mặt mày là tao biết rồi. Thiệt luôn đó anh. Em với bà anh lục đục. Chuyện gì lúc đốt? Thì đó, hai chồng châu trắng châu đen. Nhưng mà nó lớn rồi, kỳ này lớn hơn mấy lần trước. Tôi tuyên bố, từ nay tôi không làm gì hết. Nhu cầu cá nhân của ai thì người đó tự lo đi. Cái gì? Không làm gì hết là làm má đó, hiểu không? Chứ không làm gì hết hồi nào. Nhu cầu tự lo hả? Là sao? Bây giờ bà muốn cái gì? Tôi muốn ly dị. Ly dị? Nổ hả? Làm đơn ấy, kiếm không? Kiếm không? Thấy ông nói cái vui buồn ngủ lại thấy không? Ôm gói ngủ lại thấy không? Nổ hù hả? Nẹt một cái thì trong ôm gói khóc tới sáng. Giỡn mặt. Nè, tôi làm sẵn rồi nè. Ký đi, ông chỉ việc ký thôi. Tôi ghi sẵn hết rồi đó. Cái gì? Lê Văn Đời. À, thì ra bà đã có ý ly dị từ lâu rồi. Được, được. Tổ tiên có dạy, giữ người ở lại không ai giữ người ra đi bao giờ. Trước mắt tổ tiên còn ký đi. Không cần đồ đạc gì hết. Bây giờ gặp bà anh giật mình. Sao giật mình dữ vậy? Bà không giống xưa nữa. Suốt ngày ngồi vuộn con giòn con chân suốt vậy nè. Còn cái eo của bà đó nha, không ăn không uống gì hết. Bà giữ cái eo giống như con nhái đầu mùa. Tao nhớ vợ mày từ xưa tới giờ nó là con nhái đầu mùa chứ gì nữa. Ốm nhách, ốm nhom, cao nghịu chứ gì nữa. Mà bây giờ đó, phụ nữ người ta làm đẹp, người ta giữ eo vậy là tốt. À, người ta trưng diện, thời này nó khác rồi chứ đâu phải như thời xưa nữa đâu ba đời. Bây giờ cái đó em thua anh đi. Bây giờ vợ không phải là làm đẹp trong mắt chồng mà làm đẹp trong mắt của thiên hạ là chấp nhận đi. Nhưng mà chuyện này hỏi anh là chấp nhận không? Chuyện gì? Hồi trước đây á, em nói một câu là bà nghe một câu. Thí dụ như giờ nè, em muốn ăn món đó ngay cả trong đêm thôi
em nằm mớ, em nói mớ thôi, sáng mai thức dậy ăn sáng có món nó ăn đó. Ừ. Còn bây giờ hả, em nói ra rã cả tháng trời không có cái để ăn. Thí dụ như em nói em thèm con cá lồng rồng bay lớn nè, đến khi con cá lồng rồng nó rã bày nó thành cá lóc bay lớn là chưa được liếm nữa. Đó mày coi lại cái cách ăn ở của mày coi sao à. Đó. Chứ trong nhà mà mày nói mà vợ nó không nghe đó, coi lại mình, coi lại bản thân mình coi sao. Em cũng như cũ mà, có gì em có thay đổi gì đâu. Tao chưa tin đâu. Nhưng mà giờ em chán quá. Mà bây giờ nếu anh hai mà nói em á là mày coi lại ăn ở á. Ừ. Thì thôi giờ em nhờ anh hai giúp em cái. Gì? Em thì em không thể coi được em. Giờ em qua đây em ăn ở với anh. Thì anh coi giùm em. Coi em ăn ở sao để anh góp ý cho em. Thôi, tao lại mày ba đời. Mày để cho gia đình tao yên ổn. Mày qua bên đây nữa gia đình tao tan nát. Cái bệnh đó nó lây đó. Thì bây giờ anh này làm anh giúp em chứ em coi em sao được. Rồi giờ dạy dỗ gia đình sao? Giờ em đi đâu đây? Em đi đâu về đâu đây? Giờ mày muốn yên tĩnh phải không? Dạ. Tao chỉ cho mày. Ở đâu anh? Vô chùa ở là yên tĩnh nhất. Có ăn chay được ngày nào đâu vô trong trỏng. Chị coi đó. Tôi giận lẫy tôi đưa tờ giấy ly dị ra. Vậy mà ông cũng ký cái rẹt hả? Ủa tờ giấy ly dị đâu có sẵn hả? Mỗi lần gây lộn á là tôi làm tờ. Giờ cả sắp trong tủ kìa. Trời đất ơi. Hả bà vợ tôi bà làm được gì đỡ biết mấy ta. Ông muốn lắm ha. Bữa nào tôi làm nha. Mà mấy lần trước á, tôi dằn lại, tôi không có đưa. Này tôi tức quá, tôi đưa luôn. Thôi thím bà, tôi nói vợ chồng mà, cái chuyện gây lộn nhau là nó bình thường, nó có gì đâu. Thấy không? Giận hết hồi thôi. Hở ra ly dị như vậy á, con cái nó buồn tội nghiệp. Anh hai không biết chứ. Ông có coi em là vợ không đâu. Ông coi em như ô xin trong nhà vậy đó. Ô xin hả? Ô xin mà giữ hết tiền, giữ hết tài sản. Ô xin mà tối ngủ với chủ hả? Ô xin ngộ quá ha. Ông! Thì công chuyện trong nhà tôi lo. Tôi không giữ ai giữ giờ. Hồi nghe không? Ở buồn thì cứ ngồi đây rồi từ từ hết buồn về. Nghe không? Không có nghĩ quẩn bậy bạ nghe không? Tôi nói vợ chồng gây lộn mà. Gây đầu này quê đầu kia hả? Ai thèm làm quê với ổng? Tôi nói thiệt với chị á. Giờ tôi nhìn mặt ổng tôi tức dữ lắm. Ổng đi đâu cho khuất mắt tôi đi. Trời ơi, vợ chồng, tao nhịn cái cho nó yên nhà, yên cửa. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe cho nó xong. Hơi nào gây lộn cho nó mệt. Ở sao nhìn đâu vậy? Tao nhìn coi cái mặt mày có chỗ nào đấm không chảy máu không? Thôi vậy khỏi đi. Tức thiệt mà. Kêu ký ra là ký liền. Chứ này làm gì? Biết tay tôi. Ba ơi, ông ba đợi, ông ba đợi, ông ba đợi ơi, ông ba đợi ơi, ông ba ơi, mất, ông ba. Thứ ba cái gì vậy? Mất rồi. Cái gì? Ai mất? Ông ba đợi, mất rồi. Cái gì? Trời ơi. Trời. Thím bình tĩnh lại, thím đi vô nhà đi, đừng đứng ngoài đường nha. Đợi con kêu bắt hai qua rồi lo liệu nha. Đi vô nhà nha, nhanh mất, nhanh. Đâu rồi? Chuyện lớn rồi. Gì? Tôi đang ngủ mà tôi mới sốc đầu tao là vậy thì qua đây làm cái gì? Hả? Có chuyện lớn rồi. Trời đất ơi. Gì máu mẹ mày lum đây gì nè? Ai đứt tay đứt chân gì hả? Hả? Sao thím ba? Ông ba đời. Ông mất rồi anh hai. Mất rồi nào? Thím ba, chú ba chết nào thím ba? Tao nói ông chết hồi nào? Thím ba mới nói chú ba mất đó. Tao nói là ông mất tích. Trời ơi, làm hết hồn mà. Đi đâu vòng vòng đây chứ mất tích chứ gì? Máu gì đây gì nè trời. Ủa sao có con dao đây nữa? Bác Hải, đừng chạm vô. Phải giữ nguyên hiện trường. Cho nên con dao đó cũng có thể là hung khí trong một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà thím ba. Bà Linh. Hả? Lấy dụng cụ ra, đem con dao này về xét nghiệm. Nhanh, bà Linh. Chỉ còn không được tắm. Bác Hải cũng vậy luôn. Ủa chứ gì tao bệnh mới qua rồi làm gì tao không được cho tao tắm. Vậy thì bác Hai nằm ngoài diện tình nghi. Thôi bệnh hay mày quá. Chia nhau đi tìm bà đợi đi. Nó đâu đây chứ đâu. Chứ máu me gì cái này đứt tay đứt chân gì chứ. Không lẽ nào. Mấy ông nội ơi trời ơi. Thằng ba đời nó là con người chứ đâu phải con chuột đâu. Mày chung trong đó mày tìm nó. Rồi giờ kiếm ở đâu? Nó đi vòng vòng đâu đây nè. Đi ra ngoài kiếm nó đi. Dạ. Ông nó có sao? Chú ba ơi. Ui. Thằng ba đời mất tích.
dịch máu, vợ chồng gây lộn. Nhưng mà mày nghĩ thử coi, không có hung thủ nào mà khắc cái tên trên trán của mình cho người ta biết hết trơn. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó hết. Nguyên do gì? Hôm bữa chú thím có cãi lộn, đề cập tới vấn đề ly hôn. Chuyện xảy ra rất kịch tính. Giờ phải làm sao? Đi kiếm chú ba chứ làm sao nữa. Mà nè, kêu vừa đủ nghe. Chú ba, chú ba. Thôi, thím cũng đừng có lo. Ông đi đâu rồi ông về hà? Tự nhiên mất tâm mất tích. Hỏi sao ông lo được chị hai? Đi đâu rồi kìa? Thím có gọi điện hỏi bà con chưa? Em gọi hỏi hết rồi. Ông không có ghé ai hết trơn á. Hàng xóm thì cũng không tới, mà bà con thì không về. Có khi nào ông đi du lịch không? Đồ đạc còn nguyên trong nhà hả? Đi đâu được chị hai? Thiệt khổ hết sức mà. Không biết đi đâu kỳ vậy ta. Em chỉ sợ giống như thằng ba dai nó nói. Sợ không xảy ra chuyện chị hai ơi. Bậy bà. Tự nhiên tự hù mình à. Không có đâu. Mà em cũng tức lắm. Tức vụ gì? Mình á thì đang lo muốn chết hả? Vậy á mà thằng ba dai nó không nghi ai. Nó lại nghi tôi. Không lẽ tôi tự đi hại chồng tôi? Ui, nó lạ thằng khùng. Hơi đâu thím đi chấp nhất nó. Mày. Ai chửi con á bác hai? Chơi xấu thiệt chứ. Chửi phải rồi, tối ngày đi tàu lao không bị chúng chửi phải rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà con suy luận có logic mà. Logic là sao? Trời ơi, con nó có sách nó có chứng hết á. Có chứng gì đâu. Đây nè, bác hai thử nghĩ coi. Ở trong nhà của thím ba có rất là nhiều vết máu. Với lại trên lưỡi dao, chắc thì con chắc chắn là trên cán dao đó chắc chắn sẽ có dấu vân tay của thím ba. Con dao nhà bả cầm hàng ngày thì phải có dấu tay của bả là đương nhiên rồi. Bác hai nói có lý đó. Nhưng mà bác hai thử nghĩ đi, cái hiện trường của nhà thím ba có nhiều điểm rất đáng khả nghi sao? Điểm gì khả nghi đâu? Tụi bị suy diễn rồi không? Không, nhưng mà theo con suy đoán thì rất có thể là bà buông tôi ra, bà lôi một lát tuôn quần bây giờ. Tôi nhắc lại cho bà nhớ, tôi không muốn làm chuyện này với bà nữa. Buông ra. Tôi không cho ông đi đâu hết, ông ở nhà cho tôi. Bà không cho tôi cũng đi. Tôi tuyên bố cho bà lần cuối cùng, tôi không muốn làm chồng của bà nữa. Buông ra. Bà đợi ta sẽ được tự do. Đây là bước chân tự do đầu tiên, ta bắt đầu bước. Ông anh ơi. Đừng kêu tôi. Ông đứng đó cho tôi. Bà má khùng. Ôi bác hai đừng có nói vậy, để cho bên đây người ta làm việc đi. Đúng rồi, nếu như mà bác hai cảm thấy không tin thì mình có thể quay trở lại hiện trường để điều tra thêm. Vợ của ba đợi đang nói chuyện với vợ tao bên nhà bên đó. Giờ ổng ai nhà tự nhiên qua lục lạo nhà ta coi sao được. Đúng rồi, bác hai nói đúng á. Vậy cần hai bác hai. Họ không biết mình qua khi nào, cho nên họ sẽ không thể nào xóa dấu vết được. Bây giờ đi luôn hai bác hai. Mày nói không có lý. Chị đi bển đi. Mày làm cái gì mà tràn gan trước mặt không? Nhân chứng cuối cùng mà, dễ gì bỏ sót được. Trong quá trình mà con làm thám tử đó, con đúc kết ra được nhiều vấn đề. Khi mà hiện trường chính mình không tìm ra được manh mối gì, thì hiện trường phụ chính là những dấu vết do hung thủ để lại. Mày làm cái gì với mày? Con bảo vệ nhân chứng duy nhất ở xẻo lá. Cái thằng bị điên thiệt chứ, bị quan tưởng hay gì. Bác cứ để yên cho bên đây người ta làm việc. Bác hai, bác Linh. Trời ơi, nguyên cái cù lẫn luôn nè. Ơi, cái này mấy thằng nhậu nó nướng heo, nướng bò gì nó nhậu rồi nè. Đốt xác cái gì, cù lẫn cái gì. Đúng lẽ nguyên cái thân hình của ông bà đời nó có cái cục cù lẫn nè. Thấy ông nội. Đi. Đi. Dạ. Đi. Gì nữa? Chừng mềm, để anh đạp trước cho bác hai đi. Cẩn thận bác hai,
con có điều muốn nói nhưng mà bác Hai phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Ủa có gì vậy? Tao đâu có hết ra được cái gì đâu. Mới làm cái gì mà quan trọng như cái gì, nói đại đi. Bác Hai hãy quan sát thật kỹ dưới nền đất, có rất nhiều dấu chân đáng khả nghi, cái chiều dài, chu vi khác nhau, và hung thủ có thêm người trợ giúp. Mấy người? Dạ, hai người. Nạn nhân là chú Ba, còn hai dấu chân còn lại là của hung thủ. Trời ơi, dễ dùng ở đây, quá trời dấu chân dễ dùng luôn. Dễ dùng cái gì? Dấu chân này hồi nãy là tao hay với hai bảy đi ngang đi nè, với ai đâu đó là ba người nè, tao với hai thằng. Thôi, hai thằng điên quá, mệt tao tao đi về. Đó. Ôi nhân chứng, đợi con với. Cũng đúng, còn ta với hiện trường. Ghê quá, đi trời với. Ông Ba đời, ông Ba đời, ông có chết ông về ông nhớ phù hộ cho tôi. Đừng có nhát tôi nha ông Ba đời. Cứ nói anh ơi, anh còn sống đây. Anh còn sống đây nè. Má, cứu tôi chứ. Má, anh à. Ông còn sống thiệt không Ba đời? Anh nhớ thử nha. Ui da, tôi giặt phải không? Không phải, nhưng tỏ với mình là anh vẫn còn sống. Còn sống? Mà sao ra nông nổi như vậy? Anh đi đám giỗ với thằng Tèo. Vậy nè. Chú ba. Cái gì mày? Ủa, mận gà hả? Trời, thấy không biết còn hỏi mày. Kiếm tao chi? Chú kêu con qua chở chú đi đám giỗ mà. Ủa, có kêu hả? Sao không? Hồi nào? Bữa hổm. Chừng nào đi? Giờ đi nè. Ủa bữa nay luôn hả? Ờ. Quý thần ơi, tao rất là nhớ vậy mà được cái tao quên lộn ngày. Là ngay bây giờ luôn hả? Dạ đúng rồi, tới giờ mới qua rước chú nè. Ủa, tính bằng gà ăn nè. Mà nhà có đám giỗ đồ ăn ê hề ăn gà chi ta? Đúng rồi. Để tao bây giờ điện quảnh coi sao. Ờ, điện đi. Điện thoại tao bỏ trong bằng máy chẳng á. Ừ, sao? Mặc đồ rồi sao có được rồi. Lấy điện thoại bay luôn đi. Trời ơi. Nè. Tao tôi vô hề bấm luôn đi. Trời ơi. Rồi đọc số đi. 0903 0903 728696. Ủa, số bác sĩ nè. Thì ổng chứ ai. Còn có luôn số ổng luôn. Ừ. Rồi. Rồi gọi rồi sao? Ờ, nghe đi. Ê, con có quen không đâu. Ờ, vậy đưa đây chú. Dạ dạ. Gì vậy, chủ khu đầu trái đời. Tôi không phải Tèo đâu, tôi Ba đời nè. Ờ, tôi mượn máy của nó. Sao nay đám giỗ luôn á hả? Trời đất thánh thần ơi, tôi quên. Tôi cắt gà 3kg luôn á. Thôi bây giờ sẵn sách qua luôn ha. Thì kho xả mai mốt bà ăn, khỏi mua bia nha. Hết tiền. À, tôi hết tiền luôn rồi. Không phải, hết tiền điện thoại con. À, hết tiền điện thoại chứ mà hết tiền nguyên, tiền túi nhóc. Tại vì cô lỡ gà này qua luôn nghe, có nó qua luôn á. Ừ, qua luôn. Lo con gà tôi đi thay đồ. Trời ơi, chú Ba. Con, cái nón mày có lấy lộn nón không? Cái nón cái món kết rồi chú rồi. Trời ơi, ông Vĩnh rồi chú Ba ơi. Sao vậy? Cái nón ông đổi ngược rồi ông kiếm cái nón kìa. Trời ơi, tao quá chén à. Ơi.
mặt hai chú cháu cấm chương trình chà dở lên rồi mũi ăn trầu cái đầu sẽ thuốc. Chiếc xe nằm ở góc cây đằng kia quẹo cổ, anh đâu dám đi xe. Anh nói thôi con chạy xe không về nhà đi cho nó khỏe, tao không dám đi mày. Anh băng qua cánh đồng chạng vạng tới nơi nó thấy đường về. Anh nhớ hồi số có đi cho trình hình không, anh nằm cuối nè đó. Con cuối này nó đưa đường dẫn nó anh về với em đó. Về tới đây đừng em nói gì vớt xác với hổ như em hết thương anh hả? Tại em tưởng anh chết chứ bộ. Không. Mà nè. Về. Mai mốt đi á. Không có vậy nữa nghe. Chứ ký hồ sơ rồi ở nhà ở đâu. Ký giấy rồi. Thì mai mốt em đưa. Anh đừng có ký nữa. Em mới về nữa. Mai mốt đừng chuẩn bị giấy ly dị sẵn nha. Làm như người đàn ông người ta tức lắm. Người ta bị giống như là cấm sừng lên đầu á. Tổ tiên ông bà nói rồi. Khi kiếp này mình làm vợ làm chồng á, tức là ngàn muôn ức kiếp mình đã làm vợ làm chồng với nhau rồi. Đừng dùng chút nóng giận mà xóa đi cái lời nguyền đó, cái duyên nợ đó, hiểu chưa? Em nhớ rồi. Còn nữa, tổ tiên ông bà nói khi mình giận á, mình không được quyết định bất cứ điều gì, điều sai lầm hết. Quyết định lúc đó là không có công an. Em dám xa nhau có một buổi mà em thấy chịu nổi chưa? Em nhớ rồi mà. Bây giờ mình nói phải thì anh sẽ nghe. Nào dẫn nó cãi mình đâu. Khi anh nói phải thì mình phải nghe anh. Dạ. Phải thực tập thôi. Bây giờ anh chỉ nè, vừa anh nói nè. Nhìn bên tay phải. Là nhìn bên phải. Anh chỉ nhìn lại. Là nhìn lại. Chào chị đến lớp học tiếng Anh của tôi. Mời anh đến lớp học tiếng Anh ạ. À. Mời chị đến lớp học tiếng Anh. Hi. Như vậy cho tôi tờ được không? À dạ. Tôi là Thanh Duy. Chào mừng tới lớp học tiếng Anh nha. Hả? Học tiếng Anh hả? Ờ nè. Sao vậy? Hả? Đến học tiếng Anh đi. Thôi học chi. Trời, học tiếng Anh á, thứ nhất là mình có thể giao tiếp được với người nước ngoài. Thứ nhì á là mình có thể mở mang được kiến thức. Mình hoàn thiện bản thân mình hơn. Thôi, có đời nào tôi đi ra cái xóm xẻo lá này nửa bước đó đâu. Ôi em ơi, em đừng nói vậy. Em nói vậy coi chừng lộ đó. Lộ gì? Lộ là mình thiếu hiểu biết đó. Cái gì? Anh mới nói tôi không hiểu biết hả? Xin lỗi. Ý tôi không phải vậy. Nhưng mà bây giờ xã hội phát triển rồi. Tiếng Anh đó được phổ cập từ làng cho tới xóm. Từ nông thôn ra tới thành thị. Nếu mà mình không học á thì mình sẽ thua thiệt người ta dữ lắm. Với lại xóm mình sẽ phát triển về du lịch sinh thái. Người nước ngoài họ về đây rất là nhiều. Mình có vốn tiếng Anh sẵn thì mình có thể giao tiếp được với họ. Mình có thể giới thiệu được cái đẹp của làng quê mình chứ. Em thấy đúng không? Nha, đến học nha. Nhưng mà học nhiêu? Có... Thầy mỗi lớp tiếng Anh mà mỗi đứa thầy lấy có 50 ngàn vậy, rồi sao trang trải đủ? Dạ, con cũng thưa thiệt với chú Tư. À, con mở lớp mục đích là chỉ muốn mọi người biết thêm tiếng Anh thôi. 50 ngàn đó là để khích lệ mọi người đi học. Chứ thực ra con mong muốn là giúp đỡ một cái gì đó cho xóm làng đó mà. Cũng may nhờ em nhái nói là nhà mình còn chỗ mở lớp học, cho nên con tới đây mướn luôn. Dạ. Trời đất ơi, cậu nói chuyện nghe hay quá trời của đất. Nhà tôi rộng rãi lắm. Bây giờ cậu mướn cậu rồi, cậu muốn bên trong và bên ngoài gì đều được hết. Dạ. Con cảm ơn chú Tư nhiều. Lần đầu tiên ở cái xẻo lá mình á, mở cái lớp tiếng Anh, chắc là bà con mình á đăng ký học nhiều lắm đúng không? Cho nên thầy cứ chọn đi chỗ nào rộng nhất thì cứ mở. Con biết rồi chú Tư. Ừ. Ý. Ủa, cho hỏi thăm cái coi. Cậu có gia đình chưa? Con cũng để ý nhiều người, nhưng mà chắc tại duyên con chưa tới nên con cũng còn độc thân. Ủa, cậu thấy giá chưa? Dạ. Hai nhái đó. Trời, con nhỏ đẹp cực kỳ. Ở cái xẻo lá này là nó đẹp nhất luôn. Dễ thương luôn, đúng không? Dạ. Đúng mà cái xóm xẻo lá toàn lá không. Cô uống gì cô? Chị uống gì chị? Cho chị một milk tea với pudding. Cái gì chị? Milk tea và pudding. Ở đây không có cái đó chị. Vậy cho chị một cappuccino đi. Cái gì no chị? Cappuccino. Thôi chị về Campuchia uống đi nha chị. Ở đây không có.
Nhai. Ủa sao em mới sẽ còn về hả? Mới về mấy ngày. Trời đất ơi đẹp quá ha. Đang làm gì vậy? Đang coi phim. Hay lắm luôn á. Mê gì đâu. Tôi coi phim nước ngoài không hả? Coi ba phim nước ngoài toàn tiếng Anh tiếng ơ gì không. Phiên dịch đọc mỏi mắt muốn chết. Ủa hay lắm. Ủa nói vậy là bà không biết tiếng Anh nữa hả? Không. Trời ơi. Thời buổi nào rồi không biết tiếng Anh nữa bà. Sao người nước ngoài về đây nói chuyện với người ta được? Xong học đi. Ủa nói vậy là bà biết tiếng Anh hả? Ở Sài Gòn tôi nói với người nước ngoài mỗi ngày. Trời ơi có gì đâu khó. Tiếng Anh đi học là biết chứ gì. Trời ơi, đất ơi. Sao không học đi để chị coi phim tiếng Việt như vậy? Ở trên Sài Gòn có trung tâm tiếng Anh thì dưới Xẻo Lá cũng có vậy. Trời ơi. Mà nè, tôi nói cho bà biết, tôi cũng chuẩn bị đi học tiếng Anh rồi đó. Ừ ngon học đi, học cho giỏi với anh ta đồ. Tôi với bà thi nói tiếng Anh không? Ai mà nói tiếng Việt người đó thua. Sợ rồi gì? Ủa mắc gì sợ, có đâu sợ. Thiền học đi, học xong tháng sau ai nói giỏi được liền. Ok. Ok. Dạ tôi con chào thầy. À con chào thầy. Hello hello. Sit up sit up. À là nói chung nói chung. Sit up please. Sit down. À sit down. Thầy đứng để thầy dạy mấy em. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học thứ nhất nha. Dạ. Đầu tiên sẽ là hello. Hello có nghĩa là xin chào. Sau đó mình sẽ giới thiệu. My name is Duy. My name is Nhái. That's right. My name is Hưng. Đúng rồi. That's yeah. Right. Hello tức chờ. My name is Michael Teo. Dạ tiếng mới đi học về. Ủa Nhái. Dạ. Đi học về hả? Dạ đúng rồi. Học gì? Dạ học Anh Văn. Học Anh Văn? Đúng rồi. Học đâu? Học thầy Duy á tía. Học thầy Duy? Dạ. Thầy Duy học ở đâu? Dạ học ngoài đình. Ủa sao bữa thầy Duy vô nói với tía là mướn ở chỗ mình dạy mà ư? Chết cha. Dạ thầy Duy kêu gửi lời xin lỗi tía mà con quên nói. Biết sao không? Tại dạy ở nhà mình á sợ ồn rồi con cu nó dạy. Cái thầy kêu ra đình học cho nó thoải mái với nó mát mẻ hết tía. Mệt. Chưa ngủ nữa. Thức khuya dữ vậy Nhái. Má đi ngủ trước đi. Kệ con. Học á, tôi không biết có được gì không. Mà trước của mắt á, là thấy tốn tiền điện rồi đó. Thôi để tối mai con đi ra đồng bắt đom đóm. Xong cái con bỏ vô vỏ trứng rồi con ngồi con học. Vậy cho má vừa lòng ha. Ráng đi con. Thế nào á, rồi con cũng lọt được vô cái danh sách mà bà mẹ trẻ hiếu học. Thôi tôi đi ngủ rồi. Ôi trời. Lẽ giờ mình đầu hàng với sáu em ta. Đọc theo thầy nha. I do. I do. I do. I do. Lại là I do. I do. Tiếng Anh giờ mà nghe không có sang gì hết trơn.
có ám khí. Ít du lai ai quan chiều du. Lông dài, sọt ngắn, thân cao. Hiểu không? Hiểu, hiểu, hiểu. Hia đây, đe đó, quýt nào, que đâu. Ê, cái này hay nè, tiếp đi, tiếp đi. Husband là đích ông chồng, daddy cha bố. Please don't, xin đừng. Darling tiếng gọi em cưng, Mary vui thích. Nói gì nữa? Thắng là... Oh yeah! Trời ơi! Đúng là nhà quê, học tranh cũng nguyên sệ. Coi thử ai hơn ai. Nghĩ làm sao? Hai mà được tháng 6 thôi hai. Không có cửa nha hai ơi. Muộn quá chú Chính ơi. Muộn cắn hả? Dạ. Thôi uống nhanh đi rồi về. Chú ghé chợ chú mua con gà về nấu cháo xé phai cho con ăn. Dạ. Ừ. Con khoai thịt gà lắm á. Ừ. Bữa trước chú làm thịt heo quay á, mỡ không có ăn ngán muốn chết. Thì lâu lâu ăn thôi chứ đâu có ăn hoài đâu con. Mập lắm. Ừ. Ủa chị Tư. À chị ơi Chính. Dạ. Chưa, chuẩn bị đi. Thôi để tôi ngồi nhiều chuyện xíu nha. Ghé nhiều chuyện chứ. Uống gì? Uống cà phê hay nước cam? Dạ thôi khỏi anh, tôi mới uống nhà rồi. Dạ. Cha. Dạ. Này sao em về nhà chơi chắc vui hả anh? Vui lắm chị ơi. Ôi bộ còn quẩn, chưa chịu lấy chồng hả cháu? Dạ con còn nhỏ, giờ lo lo đi làm chứ đâu có lấy chồng gì đâu. Sống ở Sài Gòn lâu cho nên mộng cao lắm. Chú Chính, con có gì đâu, chứ nói vậy thì tôi hiểu lầm con chứ. Mà cũng phải thôi chị à, tại vì nhỏ cháu tôi nó giỏi lắm. Ở trên Sài Gòn á chị biết không, nó đi làm, nó nói tiếng Anh hay như là hát vậy đó. Chứ con hai nhái nhà tôi á, nó không có đẹp mà nó không được, không giỏi nữa anh. Ừ. Nhưng mà được cái á, nó siêu lắm anh. Vậy à? Nào giờ không học á, làm như não nó bị trống hay sao á. Tự nhiên có ông thầy tiếng Anh tới dạy, dạy tới đâu hả là nó nhớ tới đó anh ơi. Ồ, vậy à? Ừ, nó học ngày chưa đủ ha, nó tranh thủ học đêm, học thêm giờ ngủ nữa. Vậy hả chị? Học gì sao chịu nổi trời. Con thấy hai nhá học nhiều vậy con thấy tội quá à. Hồi đó con học chút xíu mà con nhớ hết trơn luôn á. Ủa rồi chừng nào con định trở lại Sài Gòn? Dạ khoảng vài ngày nữa con về, xong rồi một tháng nữa con trở lại đây. Sao quay trở lại? Tại con có hẹn tỷ thí với hai nhái thím. Ồ vậy thì cũng tốt chứ chị. Nhưng mà chị về nhớ nói hai nhái nha. Dạ. Ráng học cho rộng vô. Là vì nhỏ cháu tôi á, tiếng Anh của nó giỏi nhất cái xứ này. Dạ, dạ, dạ tôi biết rồi. Thôi đây là tôi đi chợ nha anh Chính. Dạ. Thôi thím về nha. Dạ. Nhớ nha chị Tư. Dạ, dạ. Nhà này chắc thuộc cung lũ đạn hay sao? Hey man, hey man. Hey man. Là nhốn như thỉ vậy. Hello, Uncle Ford. Trời đất ơi, bữa nay tiếng Anh giỏi gì luôn hả? Tiếng Anh bữa nay giỏi hơn tiếng mẹ đẻ luôn. So 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 so. Tao tập thích cha bây giờ. Tại tập đấu cho quen. Chú Tư đi đâu vậy? Lên đây con chở cho đi. Bữa nay con phiến mãi đặc biệt cho chú 20,000 thôi. Tao đâu có ngu. Đâu có ngu. Uống ly cà phê tốn 15,000. Tự nhiên tốn thêm 20,000 tiền xe ôm. Không có chơi mày. Kỹ. Ê chú Tư. Thôi bữa nay con chơi hết mình với chú luôn. Con phà ri cho chú cuốc này luôn. Anh cầu. Lên đi anh cầu phá hết. Trời đất ơi. Anh cầu tao đập cái đầu mà như con gà cầu bây giờ. Miễn phí mới đi đó. Phà ri. Lên anh cầu. Ừ thấy gà nón coi. Rồi thấy đi. Rồi. Go. Trời đất ơi. Ơi. Mr. Teo. No. Michael Teo. Michael Teo. How are you?
I'm fine, thank you. And you? I'm fine, you, you, you. Me too, me too. Good, good, good. Today, Missy Nhai and Missy Hang, so beautiful. Would you like something orange? Yes, yes, yes. I do. I love to. Okay, 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 okay. Okay, okay. Oh, okay. Oh. One, two, three, yo! Hoa gọi là flower. Mà nhiều bông hoa là flowers. Cái cây gọi là gì ta? Cây là tree, đúng rồi, tree, tree, tree. Ông Tư ơi, ông Tư ơi. Ông Tư ơi, ông Tư. Ôi. Ông Tư, ông Tư ơi. Trời ơi, con hai nhá nhà mình nó thi thắng tiếng Anh rồi. Con mình giỏi nhất tiếng Anh xóm xẻo lá này đó ông ơi. Vậy mà la dài 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 từ đầu sớm tới cuối sớm. Không la sao được ông. Ông biết không, nó với con sáu em á thi nói tiếng Anh nha, mà hai đứa nó đối đáp hả y như là người nước ngoài nói chuyện vậy đó ông. Trời ơi, rốt cuộc con hai nhá mình nó thắng. Mà nó thắng con nhỏ là tôi khoái. Cho nó bỏ cái tật mà nó khoe khoang. Trời đất ơi, có ba cái tiếng Anh hơn thua nhau làm gì. Quan trọng là tiếng Anh nó có sử dụng vô đời sống được hay không? Tôi mặc kệ. Sử dụng được hay không á thì tôi cũng cần biết. Miễn là con mình nó thắng á là nó giỏi rồi. À mà quên. Để tôi vô tôi nấu cơm. Lát con gái tôi về. Tôi dọn cho nó ăn. Để chúc mừng. Trời đất có con bà. Gỗ là good. Hui. Hui. Ủa, Felix. Trời ơi. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Làm gì vậy? Thì kêu sit down. Kêu sit down là ngồi xuống, nhưng mà tôi muốn anh sit ra. Là ngồi xuống là sao? Là sit ra đi, đừng mệt quá. Tiếng Anh đó hả? Trời ơi, nói đại tiếng Việt đi, tôi tiếng Anh tôi đâu hiểu đâu. Kệ tôi. Mà kiếm tôi chi vậy? Có người quen ở trên thành phố á. Có quen với mấy người Tây mà người ta thích đi du lịch ở dưới miệt vườn mình nè, mà người ta chọn xuống xẻo lá, cái người ta đang cần một cái home tay. Cái gì anh nói? Cái gì home tay? Home tay hả? Gì cười? Cái đó là cái homestay. Tại sao nữa? Thì tôi mới tính giới thiệu cho nhái nè. Khủng quá, nhà tôi nhỏ xíu rồi sao tao ở đủ mà. Ở đây người ta cần cái người biết tiếng Anh để mà nói chuyện với mấy người Tây, rồi giao lưu, người ta biết ăn uống hay là đi đâu đi đó nữa. À, mà tôi mới giới thiệu cho nhái nè. Mà thôi, trước giờ tôi có đời nào nói chuyện với người nước ngoài đâu, giờ tự nhiên nói biết gì đâu nói, tôi sợ lắm. Trời ơi, mới là nói là đi học ra đây để học tiếng Anh để cho biết, mà trong khi đó cái người nước ngoài người ta đến tận nhà mình luôn, mình giao lưu, mình giao tiếp, vậy chẳng khác nào một công hai chuyện không? Cái đó là học tiếng Anh là cái phương pháp nhanh nhất luôn á. Rồi mình lại vừa có tiền, có công việc làm nữa. Một công hai chuyện luôn. Trời ơi, thứ nhất là vừa học được tiếng Anh nè, thứ hai là vừa kiếm tiền nữa nè. Ở không làm gì? Vậy anh cứ hỏi ở nhà tôi đi. Ok, nhớ ha. Vậy là tôi về tôi báo, tôi không có chạy xuống nhà nhái liền nha. Về nha. Không có sit down đâu. Thì thố thua người ta mà tới giờ này cũng chưa thấy về. Hello, Uncle Nai. Uncle Nai là cái gì? Uncle Nai là chú Chính đó. Mày nói tiếng Anh giỏi quá. Mà sao để thua con hai nhái? Trời ơi, chú không biết thôi. Vốn chỉ tiếng Anh của hai nhái cũng đủ xài thôi hà. Tại con giả bộ thua đó. Giả bộ thua? Dạ. Mày biết không, tao đi khoe với cái xóm xẻo lá này nè, là mày tiếng Anh giỏi nhất mà để thua con hai nhái. Tao mắc cỡ muốn chết luôn. Chú Chính à, đến một lúc nào đó chú sẽ hiểu ra chuyện thắng thua không còn quan trọng nữa. Như vậy là sao? Ây, là như vậy nè. Mà tôi mới nói chuyện tự tin với người nước ngoài á, chứ hồi xưa tôi tự ti thấy mồ à. Trời ơi, cố gắng đi. Cứ kho phi đành.
mà tôi đặc biệt thank you very much anh 3 lít luôn. Ôi cảm ơn đó đại, cảm ơn đi, tiếng Anh lòng vòng mệt lắm. Hồi đó học nhiều quá giờ không nhớ. Hay nhảy. Confident. Confident. Mấy đứa đâu hết rồi? Mấy đứa đâu? Ra đây. Tía mày đâu rồi? Đâu hết rồi? Dạ. Đi ra đây. Để lên. Dù gì vậy má? Tía mày đâu? Dạ tía. Kêu tía về đây. Dạ, dạ ngoài trước. Tía. Làm cái gì mà rùm trời rùm đất, đang đánh cờ tướng bỉnh một hai kêu vậy, có chuyện gì á? Nè, coi đi. Má. Gì vậy? Thì đọc đi rồi biết. Má. Má đưa đơn ly dị với tía hả má? Anh Bảy. Nói gì kỳ cục vậy? Đơn ly dị đó mà đơn ly dị, tờ giấy chút xíu à. Phải không Bảy? Dạ. Đừng làm tao mừng hụt cái mày. Ủa chị kỳ tía. Quá đơn tiền điện. Gì quá đơn tiền điện làm gì dữ hả? Dữ cái gì? Ông đọc đi, đọc kỹ con số dưới đó. Quá đơn tiền điện tháng này 700 875 ngàn đồng Việt Nam. Trời đất ơi, làm gì mắc dữ vậy? Thấy chưa? Còn mấy tháng trước mà xài bao nhiêu bao giờ tháng này mà tới 800 mấy dữ vậy? Mấy tháng trước chỉ có 300-400 ngàn là cùng thôi à. Mà tháng này lên gấp đôi vậy đó. Trời đất ơi. Nhà mình bây giờ là phải tiết kiệm điện thôi. Tiết kiệm gì? Thì có gì mình đã tiết kiệm là muốn chết rồi còn tiết gì nữa mà kiệm nữa. Nhà này hả, con chỉ thấy có cái tủ lạnh là nó xài điện hao nhất thôi. Vậy thì rút cái tủ lạnh ra. Hả? Khi nào cần thì hả cắm vô. Trời đất ơi. Tủ lạnh mà bà tưởng rút ra rút vô rồi nó hư hết sao? Giờ không chịu rút tủ lạnh đúng không? Vậy thì tôi ra quyết định nè. Đến gì? Cái TV á chỉ được coi từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối thôi nghe không? Trời ơi. Trời đất ơi, rồi phim ta chiếu 8 giờ ngữ thì sao coi? Cũng tắt luôn. Trời ơi. Còn quạt không được mở quạt nữa. Trời. Kỳ. Đèn xài xong phải tắt liền. Tao mà phát hiện ra đứa nào mà xài mà không tắt là biết tao. Trời ơi. Nói xài TV từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối nghe tưởng dài lắm nha. Thật ra có 3 tiếng đồng hồ. Rồi thời tiết này đang nắng nóng chịu sao nổi rồi tắt quạt nữa má ơi. Ờ thì khi nào đông người á thì bật quạt xài chung. Rồi coi chừng nào có một mình á thì đây quạt giấy đây đó người cây. Đàn bà là sếp gia đình, nam tử tụi mình phải rắc rắc tuân theo. Sợ nghe nào bằng sợ vợ làm reo, nói giận bà dám bỏ chèo queo một mình. Ủa, anh hai. Cái gì? Bữa nay hai không chạy xe ôm hả? Không. Ừ, sao lạ vậy? Cái gì đâu lạ, em nhìn trời đi. Giờ này mà anh bước ra đường cái là nắng cháy khát ngạt luôn á. Dạ. Ủa? Mà bữa nay hai của em biết sợ nắng nữa hả? Trời ơi. Anh hai của em đẹp trai chứ đâu có khùng. Ủa? Anh hai đang coi gì vậy? Coi máy lạnh. Chi? Mua. Anh mua hả? Má mua. Tại hôm nay anh thấy trời nắng nóng quá nè. Đâu ai chịu nổi đâu. Hồi tối là tới 1 giờ khuya anh hai mới ngủ được đó. Mà giờ đó anh thấy má cũng còn lục đục chưa ngủ nữa. Nóng quá đâu ai gì ngủ được đâu. Ừ ha. Ừ. Mà cũng nóng thiệt. Nhưng mà anh hai. Gì? Má không có mua đâu. Anh đừng có mơ. Sao biết má không mua? Em biết chứ sao không. Tiền điện tháng này nha, tăng đến 200 ngàn lần đó. Má còn kêu em á là rút điện tủ lạnh ra, không có cho xài nữa. Chết cha rồi. Tủ lạnh không cho xài chị máy lạnh sao má cho gắn được? Dạ. Mà hai á, ráng á, sống qua tới mùa mưa đi. Làm mát lại liền à. Trời ơi, quan trọng mình có qua được tới mùa mưa hay không á. Ừ. Mà em nói cho hai nghe nè. Cái gì? Má cũng đâu có tiền đâu mà mua máy lạnh. Má không có tiền mua máy lạnh nè. Dạ. Vậy thì mình tự chế. Hả? Này,
cũng hay ghê thế ha. Ừ. Hay chứ. Dạ. Đó, cái lần ra. Ủa gì kỳ á? Gì kỳ á? Ủa sao kỳ vậy ta? Tám mày làm gì vậy Tám? Có làm gì đâu. Cái nào tivi bị cháy một tiếng. Kỳ ta. Gì vậy? Làm gì kỳ trời? Ủa? Bị cái gì rồi đây nè? Đang coi hay à. Tivi bị gì bà? Má. Tivi hư rồi kìa má. Ừ gì hư? Tao rút điện á. Ủa? Ồ. Bà để mấy đứa nhỏ đang coi làm gì rút điện gì vậy? Trời đất ơi quên hả? 8 giờ rồi kìa. Nhưng mà giờ này còn sớm mà má. Dạ. Thì cho nó giới hạn thêm 5-10 phút nữa đi. Tại vì ta cũng mới có giới hạn chứ mà nói nguyên tắc quá sao được. Bữa họp rồi nhớ không? Ông còn ngồi đó xin xỏ cho tụi nó nữa. Đi vô ngủ với tôi. Tí. Tí vô ngủ với má rồi để cho má mở tivi lại cho tụi con coi. Tí. Thôi. Luật đã ra rồi. Bây giờ cả tới sáng không được đâu. Đi ngủ sớm rồi nha. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là dứt. Ôi ngủ. Tí giờ sao tí? Thôi ta chấp hành ta đi ngủ để mai mới công bả mặt lớn mặt nhỏ ta mệt ta rồi. Ngồi bây giờ không lẽ ngồi đây ngó tivi hoài anh Bảy? Ờ, mày ngồi ngóng đi, đi ngủ. Đi ngủ. Giữa trưa nắng nóng mày xây chuồng heo này chi vậy? Heo đâu? Phòng máy lạnh của tao. Sao sao đau mà má? Ừ, cái này là cái phòng máy lạnh tao mới thiết kế đó. Trời, sao mày biết phát minh ra cái này hay vậy? Chứ làm sao mày, cái khó phải ló cái khôn. Mày thấy đâu, vừa đẹp trai vừa thông minh nữa nè, thiết kế ra cái máy lạnh gì khỏi tốn tiền mua đã vậy sao đã. Ừ, tao nghĩ không ra. Ủa mày qua đây chi vậy? Tính cũ mày đi câu nhưng mà mát quá, ở đây tạm hưởng đi. Vô ê ê đau đó. Ê ngộ ghê à. Mới đây đi đâu hết trơn hết trọi, để nhà trong quơ trong quắt này nè trời. Ôi trời đất ơi, chết tôi rồi. Thiệt tình. Không chịu nổi á. Nó đi đâu thì làm ơn đứng lên thì tắt cái quạt giùm cái. Điện thì mắc như là cái gì á. Cha con nhà này ngộ ghê luôn á. Ai trả? Tôi trả tiền điện cho ai trả? Nhắc tới là bực chết luôn à. Bà làm nhảm cái gì đó? Bà tối ngày tôi thấy cái miệng bà như hổng rình da non. Hồi nãy giờ ông ở nhà hả? Ở nhà chứ đâu. Làm gì đằng sau vậy? Tắm. Trời đất ơi, sao mà ông tắm hoài vậy? Ngày tắm mấy lần luôn á. Trời đất ơi, nó nóng muốn chết. Không tắm đằng chết là chi. Thiếu điều tôi muốn leo vô cái hồ nước tôi ngâm ở trong á. Nhưng mà ông tắm nhiều vậy nó bệnh rồi sao? Bệnh quản gì? Nóng muốn chết không tắm sao chịu nổi. Rồi mấy đứa nhỏ đi đâu hết trơn, để nhà trống quơ vậy nè. Ở nhà bà không cho mở tivi, bà không cho mở quạt, tụi nó chịu đâu nổi. Kéo lại nhà bạn nó chơi hết rồi. Alo, tôi nghe nè. Phải ông chủ hôm say không? Ừ. À, mời ông lên trên thì dọn phòng cho tôi tính, tôi dọn đi, không ở đây nữa đâu. Ủa, mới lại đi hả? Trời ơi, điện đóm thì mất từ tối hôm qua đến giờ, giờ tivi tôi cũng không coi được này, giờ wifi cũng không dùng được, giờ máy lạnh cũng không có, làm sao mà tôi ở đây nổi. Ờ, à, được rồi, để tôi kêu vợ tôi xuống tính tiền. Ủa sao vậy ông? Khách ông đi, kêu bà xuống tính tiền kìa,
Ủa vậy, cái cậu mới tới hôm qua hả? Mới tới hôm qua nay đi rồi. Sao mới tới đi rồi trời? Cũng ở cũng hơi lâu đó chứ. Đáng lẽ là tiếng đồng hồ sao người ta đi liền rồi. Sao được rồi trời. Hôm tay mà bà cúp điện, bà cúp quạt, bà cúp tivi và ông cho ta coi. Tôi cũng không hiểu, trên đời này tôi chưa thấy ai cho mướn phòng ngủ kiểu đó. Bây giờ ông cho tôi lên giá phòng đi được không? Lên cái gì? Đang cạnh tranh với người ta tùm lum, bà lên giá nữa ai ở? Trời đất ơi, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy làm sao giờ? Thôi để tôi tính. Bà đi xuống tính tiền cho người ta đi. Chữ gì? Ủa, mẹ con hay nhái đâu rồi? Nó đi lên điện máy ở trên chợ huyện rồi. Cửa hàng điện máy trên huyện xe lắc xe lơ, ai chở đi? Thì thằng Bảy Cò chứ ai. Sao tự nhiên nay đi lên cửa hàng điện máy? Thì trời nóng nực quá nên nó ẩm con nó lên trển á. Chứ ở nhà nhỏ đâu ngủ được đâu. Ẩm lên trển cho mát. Ủa, nóng thiệt chứ. Nóng chị không nổi luôn á. Ủa? Bà ơi! Gì? Tủ lạnh hư hả? Hư đâu mà hư. Tôi rút điện ra đó. Sao vậy? Tại vì tiền điện lên quá cho nên tôi quyết định từ nay khỏi xài, phải tiết kiệm, không được xài phung phí. Cái đó là nhu cầu cần thiết chứ phung phí giống gì? Nhưng tôi nói phí là phí. Đó, rồi về nước đá đâu uống? Khát nước hả? Uống nước trà đi. Tôi mới pha đâu. Uống đá chi cho nó gì mà hỏng. Trời nóng vậy uống nước đá nó mới đã. Thì vậy thôi, ông đi qua quán bà Diễm Hồng á, ông mua đỡ 2.000 đá về uống đi. Trời đất ơi, nhà có tủ lạnh giờ đi mua đá uống hết nóng. Mà nó nóng dữ ấy, không biết nữa. Trời gì mà nó hầm muốn chết luôn vậy tôi. Ngủ nghe không yên gì hết trơn à. Thiệt tình quá. Có cách nào không vậy trời? Đã quá à, mát quá à. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái lưỡi dính. Tía. Cái gì vậy bảy? Thằng Tám Tàn. Tám sao? Cái đầu nó kẹt vô cái tủ lạnh rồi tía. Ủa đút đầu chống chi cho má kẹt? Dạ trời nóng quá, nó mở tủ lạnh ra, nó le lưỡi liếm cho nó mát. Mà ai dè, dính luôn rồi. Trời đất, Thánh Thần Thiên Địa ơi. Chưa có cái ngu nào mà bằng cái ngu này. Ủa nó điên hay sao vậy? Rồi giờ xử lý nó sao giờ tía? Rút điện ra rồi chờ nước đá tan nó đi ra chứ có gì đâu. Dạ dạ. Chứ lẽ giờ lấy cái dao cắt cái lưỡi nó hả? Chuyện xưa khổ quá kính tự hôm nào. Chú đây, tôi... Ủa đi đâu ạ? À? Con hỏi chú đi đâu á? Đi mua nước đá, tao nói nhà nóng mua miếng đá uống cho nó đã. Ủa nhà chú có tủ lạnh mà bù hết tiền xài bán rồi hả? Vô duyên. Mày nghĩ sao nhà tao mà cứ có tủ lạnh mà đi bán? Vậy chứ sao? Rút điện rồi. Ủa sao rút điện? Tao nói mày tháng rồi đó, điện nó lên quá trời lên luôn. Bả cầm cái hóa đơn tiền điện của bả xỉu ngang luôn. Trời, tưởng gì vụ điện đó, đâu phải mình thím tư xỉu đâu à. Cả xóm mình xỉu hết luôn á. Ừ. Giờ cái đường ta đâu có hỏi ê phải không nữa đâu. Hỏi gì? Thôi, ê tháng này đóng tiền điện nhiêu vậy? Chị vui á. Ủa rồi mày đâu? Con cũng đi mua nước đá. Bên mày cũng rút tủ lạnh giống như bên tao luôn. Dạ đúng rồi, tiền điện lên cao quá, má con đâu có cho hai anh em xài tủ lạnh nữa đâu. Cho nên đi mua nước đá về uống như tao chứ gì. Đâu có. Nước đá về bỏ vô cái máy của con. Ủa sao mà nói tao hoang mang á trời. Nước đá bỏ vô cái máy là gì? Mới chế cái máy lạnh. Bỏ nước đá vô cái nó mắc người luôn chú. Máy lạnh? Dạ. Bỏ nước đá vô chế vô máy lạnh? Dạ đúng rồi. Chú Tư rảnh không? Rảnh. Qua nhà con đi, con cho chú Tư coi cái máy lạnh mới chế đã luôn. Trời đất ơi, nó nói cái đã gì trời. Đi chú.
Trời đất ơi, nói chuyện với mày mà nước đá tan cái ráo luôn nè. Trời này ra đường người ta còn tan được chi, nói chi nước đá. Chú Tư, mà nhiều nước đá đây là đủ đổ vô cái máy lạnh của con rồi đó. Phải không? Bây giờ mày qua hỏi mày làm cho chú coi coi. Đi 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 đi. Ông mới tắm nữa phải không? Nó muốn chết, ông tắm sao chịu nổi. Nói rồi không có chịu nghe gì hết trơn á. Tắm thì tắm ít ít thôi, ngày tắm 3-4 lần. Nó giờ sổ mũi đây, kiểu này sắp bệnh đây nè. Bệnh là chết sắp gì nữa. Để mai á, tôi ra vườn hái mớ lá thuốc dòi nấu cho ông uống nha. Tôi lại bà thầy tư à. Bà để cho tôi sống cho lâu lâu chút đi. Uống thuốc của bà chắc tôi chầu trời sớm quá. Bể ruột hết thằng rồi, không chết là mai rồi. Bà chưa chịu bỏ nghề nữa hay sao? Cười gì mà cười hoài, ăn đi. Dạ mời tía má ăn cháo. Ê, dạ mời, mời tía má. Ủa hổ gà ba cái hôm tay mình sao vậy? Không thấy móng nào hết ông ơi. Chắc nóng quá người ta chịu không nổi, người ta không ở đâu. Kiểu này mà kéo dài không biết làm sao à. Để tôi tính, tôi có suy nghĩ rồi. Ăn đi. Dạ, mời đi. Sao ông, sửa được không? Sửa cũng phải từ từ chứ. Mấy cái quạt này đâu có hư cái gì, thường thường chỉ khô dầu mình cho dầu vô là chạy thôi, chứ có gì đâu. Đó nè, đó tôi chưa sửa xong mà thấy quạt nó mát rồi nè. Mát gì? Nè, tôi quạt mới mát nè. Vậy anh, cảm ơn. Quạt tiếp, quạt tiếp đi. Sao bây giờ tính cái cách nào để mà sử dụng làm sao cho nó đỡ tốn kém chi phí thì thiệt. À, tía ơi, tía ơi, tía ơi, tía, tía ơi, tía. Cái gì? Con có cách rồi nè tía. Cách gì? Tía, hay là bây giờ á mình gắn năng lượng điện mặt trời đi tía. Mặt trời là sao? Là gì nè tía, con coi trên mạng nghe người ta nói á, khi gắn năng lượng điện mặt trời á, nó có cái tấm phát quang á, phát điện ra vậy nè tía, là nó sẽ hút điện vô trong này nè, mình vừa sử dụng ha, vừa tiết kiệm mà vừa bảo vệ môi trường nè mà an toàn nữa tía. À, hen. Vụ này có lý à. Dạ. Sao không rồi ta không nghĩ ra vụ này ta. Đúng rồi đó, gắn cái đó đỡ tốn kém lắm đó. Tía. Hả? Nghe nói gắn cái đó tốn tiền lắm luôn ấy nhà tía. Thì kinh doanh cũng phải đầu tư chứ con. Chứ nóng nực gì sao khách hứa ta chịu nổi. Dạ đúng rồi đó tía. Tía gắn liền luôn đi tía. Chứ để không thôi họ con chết khô trong mùa nóng này luôn á. Vậy tía định gắn thiệt không tía? Suy nghĩ coi, cái nào có lợi thì làm. Chứ để mùa nắng nóng này sao chịu nổi. Dạ. Nắng kiểu này đó, làm tóm tàn đó. Dính cái lưỡi vô tủ lạnh nhớ không? Cái này mà dính, tao nói lấy cái dao cắt ngang luôn đó. Dạ, đầu ngu. Tiếp, vậy tiếp quyết định gắn thiệt hả tiếp? Quyết luôn. Yeah. Ui. Ui. Mày kiếm không có chuyện gì không vậy? Dạ thưa thím Tư mới qua chơi. Chú Tư làm gì đó? Ủa con mắt mày để chân cho đẹp hả? Nhìn là biết sửa quạt rồi còn hỏi nữa. Con biết là sửa quạt rồi. Nhưng mà thấy gia đình mình ảm đạm quá nên con hỏi cho nó rộn chuyện gì đó mà. Mày qua đây có chuyện gì không? Dạ con kiếm hai nhái. Kiếm hai nhái chi? Kiếm nói chuyện chơi vậy đó. Trời nóng nực quá, nó ẩm con nó qua hàng xóm chơi rồi. Vậy hả? Trời ơi, vậy mà không chịu bồng con qua bên nhà con bển. Nhà rộng, thoáng, gió mát. Chú Tư, thím Tư. Con có chuyện quan trọng muốn nói với chú thím. Ở cái xóm này, không có chuyện gì mày không quan trọng hết trơn. Mày rất là nhiều chuyện, mày mà nói là mày kể 8 tháng chưa hết rồi. Không có nghe mày. Không nghe con cũng kể nữa. Vậy hỏi chi? Nhà bác Hai Lúa đang gắn điện năng lượng mặt trời. Hả? Vậy hả? Dạ. Dạ. Ông, anh Hai chiến này anh chơi lớn dữ hả? Con thấy bình thường mà thím. Mình có điều kiện thì mình lắp thôi. Với lại nhà nước mình bây giờ cũng đang khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời mà. Vậy hả? Dạ. Ông, nếu có tiền mình cũng gắn rồi hả ông ha? Ừ, dạ. Ôi, ôi, ôi. Hôm bữa chú thím trúng số tiền đâu? Thì hỏi tao hả? Tao quê tao hả? Kể đó mày. Ông sao vậy? Quạt sửa xong chưa?
Thôi, không sửa nữa. Mua quạt mới đi. Ho bệnh rồi đó, thấy không? Trời nóng nực muốn chết. Điện rồi bà rút ra hết, không có cái quạt nào hết. Không tắm sao chịu nổi. Nói vậy, cãi lời tôi là thế nào cũng bệnh à. Uống thuốc đi. Nhức đầu, đang sổ mũi, đang ho, nhức đầu không chết. Bà đứng rồi bà lấy như thế, lấy như thế lỗ tai. Ủa chứ tôi nói không phải à. Nói là cãi. Uống hết luôn đi, bỏ uổng. Rồi giờ tắm nữa không? Pha nước cho tắm ha. Ờ quên, pha làm chi, tắm nước lạnh mát. Mệt bà quá. Đãi nhảy hoài. Mấy nhỏ đâu rồi? Rồi mấy nhỏ làm chi, nằm kia kìa. Đứa nằm ngủ, đứa ngồi coi tivi kìa. Mấy đứa nhỏ giờ nó sung sướng trở lại rồi ha. Thì giờ nhà mình gắn điện năng lượng mặt trời rồi, đâu tốn tiền điện nhiêu nữa đâu, cho con nó xài thoải mái. Giờ ông nằm quạt không? Mở quạt cho ông hen. Ông muốn giết tôi hả? Đang bệnh, đang ho, quạt lên cho nó nhập gió vô phổi, lên cho chết sớm hả? Hả? Đừng tâm mưu tạo phản hay gì, giết chồng hả? Cầu dừa qua bưởi, còn mình cầu duyên, mình chỉ cần xài sống thôi là được rồi. Cũng phải có vợ chứ, không lẽ hết một mình hoài. Ba, 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 ba bốn gì tới lâu chưa? Có buổi trời đóng gông luôn rồi đó, làm gì lâu quá vậy? Thì mua mấy cái trái cây với bông nè. Trời ơi, mua cái thứ này làm chi? Phải cúng mới được. Ở đây linh lắm. Với lại bữa nay tôi với ba bí mật không được bật mí. Muốn làm gì làm lẹ lẹ làng làng lên. Ai mà thấy là lại người ta luôn, nghe chứ? Lẹ lắm. Đi đi. Cái gì? Hồi nãy ba tới á, cô để ý coi có ai thấy ba không? Tất nhiên là mình đến là không có ai rồi. Nhưng mà thính nhiều quá, người ta theo. Bây giờ bắt đầu mới cắt đuôi lại từ đầu nè. Vậy hả? Vô trong chuẩn bị trước đi. Tôi cắt đuôi xong rồi vô sau. Ừ. Nha. Nhỏ nha. Ừ ừ. Mẹ ta thấy kỳ lắm đó nha. Em biết rồi. Tình duyên của mình lận đận quá. Hôm nay á, mình đến khấn vái để được tình duyên mãn nguyện. Nhớ đừng có để chị ba chị biết á. Chị biết là chết đó nghe. Ôi tôi khùng mà. Vậy sao cho chị ba biết? Sợ ông ếch á. Ông ếch mà ông hát một cái. Không còn cái quấn khăn luôn đó. Chú ba đợi. Không sao đâu, về phần ếch để tôi lo. Nhớ tối nay phía sau hè chỗ cây gòn đó nha. Biết rồi. Nhớ ra nha. Thiên tường ếch. Mày ra hai nhái. Má vợ ruột tương lai của tôi. Chỗ linh thiêng này hai người làm gì chợ chơi. Không được. Phải về báo cái thông tin này, làm sáng tỏ chị này mới được. Ghê quá. Thiệt không? Thiệt. Trời đất ơi. Tao cam đoan với mày 1 triệu phần 1 triệu là thiệt. 1 triệu phần 1 triệu là nó lớn hơn 100%. Thì chắc đúng rồi đó. Hừ. Hèn chi. Hôm nay tao thấy chú ba tao nghi nghi cái mồi ổng có bồ nhí rồi. Mà không ngờ ổng như thím tư trời. Thì bởi vậy. Công nhận gu của chú ba cũng lạ quá ha. Thí dụ người ta có bồ nhí đi nữa thì ta cũng kiếm ai đẹp đẹp, cao, trẻ trẻ. Rồi còn này cái gu của chú ba gì thím tư có khúc vậy rồi già cống luôn. Phải rồi, mày không nhớ hả? Thím ba thì cao, còn thím tư thấp thấp vậy. Đôi khi ổng muốn đổi gu sao? Ừ, dám lắm à. Nhưng mà mày yên tâm đi. Gì? Cái chuyện này tao không có bỏ qua được đâu.
Tao mới điện thím ba ra rồi. Trời đất ơi, mày gọi thím ba ra hả? Đúng rồi. Chưa có biết gì hết trơn. Kìa kìa kìa, mới nhắc Tào Tháo tới rồi kìa. Trời ơi, cái gì mà mày giật ngược giật xuôi vậy ba Lít? Thím ba. Thím ba, chú ba đời ngoại tình. Mày nói thiệt không? Con nói thiệt. Ông ngoại tình ở đâu? Hồi nào? Với ai? Thím ba, con biết thím sốc nhưng mà thím phải bình tĩnh lại, lấy can đảm. Đừng có gấp gáp, đừng có vội vàng, là coi chừng bị lên máu chết á. Thôi từ từ thôi. Ông ngoại tình hồi nào? Hồi sáng. Ai thấy? Bà Lít thấy nè. Thiệt không mày? Phải rồi, con thấy. Hai đứa nói thiệt nha, có bằng chứng mới nói, không có nói cái miệng không thôi nghe. Trời ơi, thiệt tức quá trời luôn. Tại vì lúc đó con mới nhìn thấy, con sốc quá, cái con quên lấy máy con quay lại thôi. Dạ, đúng rồi, nó thấy mà nó quên thôi. Mày á nghe, sáng này ông đi ra ruộng xong, ông về chứ ông có hẹn hò với ai đâu. Đúng rồi. Mày có bằng chứng thì nói, không có, coi chừng tao đó nghe. Diệu, em mày nhìn thẳng vô anh, hay nhìn sâu vào ánh mắt của anh nè. Diệu, còn lời lẽ nào nữa không em? Còn lời lẽ nào em hay trút hết lên đầu của anh, dù là chua chát nhất. Diệu ơi. Ông ngồi đó. Má ông Minh. Ủa mình kiếm gì cái mặt mình xanh chành đó trời. Ủa cái gì mình? Má ông Minh. Có cái gì nói đưa trạm xá nghe. Không có bệnh hoạn gì hết á. Trời ơi, xí xì mặt xanh lè vậy. Chưa tới giờ cơm dọn lên chi vậy? Dọn hồi nào? Nguyên mâm nè. Mệt quá, đưa dép đây cho tôi. Cái gì? Đưa dép đây. Đi ruộng về mà đôi dép còn sạch hơn mặt ông nữa ha. Trời là trời. Dạ. Đưa nguyên cái chảo vô mặt không? Thôi rồi, chia. Ba Lít, mày nghe có chính xác không mày? Mày khùng á, đảm bảo với mày chắc chắn luôn. Dạ. Yeah. Tao mà nói dốc cho tao hết suốt đời luôn á. Trời ơi, mày nói thiệt mày cũng có hết hết đâu. Đảm bảo với mày là mày là thiệt. Lâu rồi xẻo lá này không có chuyện gì hết. Mình phải làm lớn chuyện này ra. Cố gắng để mà mai mình đi báo tin tức cho bà con nghe. Lâu quá mày ơi. Trời trời, người ta nằm dùng mấy tháng trời luôn á. Chứ không phải tụi mình có nhiêu để mày than. Ráng đợi đi. Sương xuống lạnh quá mày ơi. Nãy quên đem cái mền. Ngủ quá. Mệt quá mày ơi. Ăn trộm. Ăn trộm. Ai ăn trộm? Ăn trộm. Ăn trộm. Ôi. Thế ba. Bộ nhà. Thế ba. Ủa, đeo. Còn ba Lít. Dạ. Hai bé sao tự nhiên ngồi trước cổng nhà tao ngủ vậy? Qua đây gình chú ba. Đúng rồi. Ủa, rình nóng làm gì? Trời. Hai thằng con đang bảo vệ hạnh phúc gia đình của thím đó. Đúng rồi đó, bắt ghen chú ba giùm thím. Ai mượn tụi bay? Trời, nói gì không có được nha. Thím thấy thì mấy tháng nay xẻo lá có cái chuyện gì lớn đâu. Cái chuyện này là quan trọng, mình phải làm lớn lên. Phải bắt dính trại trận. Đúng rồi đó. Tụi bay đó nghe. Ăn không nói có hả? Toàn là đồn bậy không à. Tụi bay đi về chưa? Trời ơi trời, thím. Con nói thiệt với thím ba luôn á. Tại con nói lộn ngày thôi, nhưng mà cái lời con không có lộn. Đúng rồi đó. Tụi con là thằng Ba Lít nó nghe, nó kể lại cho con chứ không phải tụi con đơm đặt đâu nghe thím. Thôi, tụi bay đi về đi. Làm ở đây sùm, ông đang ngủ ở trỏng. Một hồi ông ra, ông la bây giờ. Chú ba về rồi hả? Ủa thì ông ngủ trỏng, chứ ngủ đâu mà về không về. Đi. Đi đâu?
tụi con vô trỏng chui xuống dưới cái gầm giường chú ba thứ ba ngủ để con canh nhất cử nhất động của chú ba. Đúng rồi, đi 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 đi. Ai mượn tụi bay, ai mượn tụi bay, trời trời trời, đi về giùm tôi cái đi. Ai mượn mà vô nhà tôi ngủ. Thì bà, giờ tụi con đi về mà chú ba chú có lén phén với ai là thím điện cho con liền, là con chạy qua con hay con báo tin bà con nha thím bà, là con qua con hay. Rồi 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 rồi, đi 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 về nhanh lên. Ê thím bà, cái gì nữa? Thím cho con ngủ trước phòng cũng được nữa. Mày mày trời ơi, mày nhớ nghe, nhớ nghe, nhớ có gì gọi liền nha. Trời là trời, cái gì mày hiểu không? Hiểu cái gì? Mày hiểu không? Không nói sao hiểu. Hồi hôm đó một chút xíu nữa là bắt chính tại trận rồi mà tự nhiên thím ba lôi tao với mày về à, tức thiệt chứ. Đúng rồi đó, tao cũng tức nữa. Hôm nay là tao nghe mày nói không à, chứ tao chưa có thấy. Hồi tối là tính gình đặng coi cô gà làm sao, ai về không thấy gì hết trơn. Ê, hay là bữa nào tao với mày qua bển gình thêm bữa nữa đi. Mày cứ yên tâm đi, ăn vụng thế nào cũng quen miệng à, thế nào cũng bắt dính tại chỗ à. Trong đời anh bao giờ vẫn dày lá sầu riêng vẫn mãi xanh gần. Trăng trăng đêm nay xin làm trăng canh tâm sự trên môi người thâm thầm nét sầu riêng. Tôi đi chợ ngang lâu lắm mới về á. Trả lời trả vốn mình luôn. Tôi đi à nghe. Mà công nhận chú ba cũng ghê thiệt ha. Ông cưới được thím ba vừa trẻ vừa đẹp. Vậy ông cũng còn ham hố bà này bà kia lén phén đâu nữa. Mày không nghe người ta nói câu này hả? Vợ già chồng trẻ là tiên, mà chồng già vợ trẻ là người điên. Thím ba đi đâu, có duyên quá thím ba. Thím ba, tao đi chợ, hai đứa bay đó nghe, coi nói chuyện cho đàng hoàng, không là ăn đòn đó nghe con. Trời ơi, tụi con có nói gì đâu, tụi con khen thím ba vừa trẻ vừa đẹp nữa nè. Chết mày chưa? Ủa? Chuẩn bị đâu à? Tôi đi cúng đình. Cúng đình gì? Tôi nhớ hai bữa trước cúng rồi mà. Tôi có chuyện cần xin. Xin gì mà cứ cách bữa đi, cách bữa đi vậy? Tôi đã đi liên tục cả tuần lễ rồi đó. Bí mật, khi nào thành á, tôi sẽ cho ông hay. Bà thì đi hướng này vô đình này. Không được, mình phải đi hướng khác. Đón đầu.
Chị Ba, chị đâu đây vậy? Trời, chú Tư, làm tôi hết hồn hả? Ủa, tôi có nói gì đâu hết hồn. Ủa, chị làm gì mà lắm lét vậy? Có đi đâu đâu. Thôi, tôi đi nha chú Tư. Hương Miểu nè, chị Ba chỉ giật mình. Vợ mình cũng đi về Hương Miểu nè. Ba đời, trời ơi, tôi đang nghĩ gì vậy trời? Kinh hoàng, không được rồi. Nhìn vào mắt của tôi nè. Nhìn thật sâu vào trong ánh mắt á. Nhìn sâu là nhìn sao? Nhìn cho thật là tha thiết. Nhìn... Kỳ quá. Diệu ơi, dẫu anh đợi em giữa cơn mưa năm xưa không lớn lắm, nhưng vì giữa đêm khuya nên anh cảm thấy... Gì vậy? Mũi chích. Chiều qua anh đợi em giữa cơn mưa mùa xưa không lớn lắm, nhưng vì anh đứng giữa đêm khuya nên anh cảm thấy... Chích nữa hả? Không phải. Anh cảm thấy ớn ớn gai ốc. Ở đây nó không yên toàn. Núp vô trong luôn đi. Ôi ông ba đời. Trời ơi, ra đây. Anh ra đi. Ông Tư, ông bình tĩnh, ông nghe tôi nói đã. Ông làm gì ông không thấy nhục hả? Giữa ban ngày ban mặt vậy mà ông làm chuyện gì ông coi được hả ông ba đời? Ông gọi lễ tiếp tục, mình làm gì vậy? Ông trời ơi, nhục ơi là nhục mà. Trời ơi trời, bây giờ hai bên gia đình lộn xộn như vậy, cái miệng của tao vậy có lỗi không? Mày không làm mày mới có lỗi hơn á. Ba biết không hả? Mắc gì nhục? Ăn cá đục nhiều chứ cho nhục. Mai mốt ăn cá đù đi cho dễ. Trời nó mệt quá thiệt chứ. Giờ mệt uống đi, uống nó đi. Trời ơi, ông ba đời ơi, ông quýnh tôi vậy đó hả ông ba đời? Trời ơi, hai người hiểu lầm rồi. Hôm nay á, tôi với lại anh ba vô đây là để tập diễn tuồng thôi mà. Đó, mắt mình nghe chưa? Mình có điếc không? Té có sao không? Anh không có ý xô mình nha. Dài quá cho mình giặt cây gót xuống hàng. Mà diễn tuồng gì? Đang diễn tuồng. Diễn tuồng gì mà vậy? Diễn kịch mà làm gì mà lén lút tôi trong miểu? Tôi đâu phải nít 3 tuổi đâu. Đúng rồi, hai người nói xạo phải tìm lý do nào có lý mà nói chứ. Tức em đó. Chồng nói thiệt á thì không nghe, mà bà lắp bà xàm nói xạo thì nghe sái cổ luôn. Trời ơi mẹ ơi, chú Sư Ba chú Hiếm Tư ở với nhau hạnh phúc mấy chục năm rồi, giờ đang đàn sẽ ghé rồi mẹ ơi. Không dám nhìn luôn. Thôi đừng có nhìn. Được rồi, sao có người trả lời cho mấy người nè. Cùng tôi tính kiếm ai trả lời nữa chứ. Giải cái gì mà giải? Đang tập mà mày đến đây liền đi. Cái gì? Kêu đồng bọn hả? Tính kêu đồng bọn phải không? Đó mày nghe vậy chưa? Ôi là trời, mà đến trễ là trái nhà luôn á. Nó lem nó trái cái đình người ta là đã ở tù đó. Để lên đi, nhanh lên. Giờ anh tính kêu ai? Anh tính kêu ai tới đây? Nói đi. À, tôi cần phải kêu ai tôi biết rồi. Đợi xíu. Đừng có nhìn. Tao không dám nhìn luôn. Ui da, sao mày nắm lỗ tai tao? Ê, mày nắm. Ui da. Ui da, chú ba. Chú ba. Ui da, chú ba. Người ta tập tuồng kính mà tụi bay coi cọp tự hổm tới nay rồi, bây giờ còn bài trò bán vé chợ đen nữa ha. Đâu có bán vé chợ đen đâu chú ba. Đâu có đâu. Trời ơi. Chú ba. Không bán vé chợ đen cho hai người rồi, có vé cho đây coi. Ủa chú thím vé đâu coi vậy, con đâu biết đâu. Mày chối hả? Rõ chưa? Chối không? Ui ơi chú ba. Bà lấy ngủ con vô đây coi. Chối chưa? Chuyện sao rồi mày nói tao nghe coi. Thì tại con thấy sao con nói vậy thôi. Trời, bây giờ mày thấy sao mày nói đi. Thì con đi vô con tính cúng định. Con thấy chú ba vô đây á. Nắm tay thím Tư. Rồi ôm. À, rồi còn hứa hẹn dẫn đi đâu nữa. Nắm tay nè. Trời ơi, cái này đâu rồi. Chú ba. Ôi dạ dạ. Tôi thấy hồi nào. Anh bình tĩnh đi, anh nghe nói tiếp nè. Cái gì? Sao nữa? À,
Nè nè nè, chú Tư thấy cái râu của chú ba không? Cái râu tôi à, à. Cái râu dê nè. Cắm vô cái má của Thiên Từ. Trời ơi, mày. Mà cái râu của chú Tư dê dê nhìn thấy ghê. Cái râu đâu? Quang cười đau. Ôi con tưởng tượng thôi. Mà có không? Trời ơi, nó tưởng tượng. Mày tưởng tượng giao qua đây. Mày quản lý cái lỗ tai đó cho tao. Đây mày kể tao bậy tao bạ, mày bị nhéo lỗ tai. Tao nhéo cao, mày nhéo cao. Đại số. Nước ngầu. Nước lớn. Nước ngầu. Đại số. Ê tôi quấn cho nó bỏ thật nhiều chuyện rồi. Nè, chuyện đi. Khoan chú tôi. Bình tĩnh. Có tôi đến rồi. Có chuyện gì từ từ nói, tôi giải quyết. Rồi, bây giờ có chú Phú ở bên văn hóa ấp nè. Bây giờ, chú Phú giải quyết nha. Bây giờ nè. Đôi nhân tình người ta đang ngọt ngào. Đó, cái đôi đang mùi nè, đám quỷ nó tới nha. Rồi hai người hết mùi, vậy chứ giải quyết sao hai người mùi lại coi. Đó, nắm tay nè, thấy chưa? Nắm tay nè, thấy không? Thấy à, nghe. Thấy chưa? Thấy nắm tay chưa? Trời, chồng ăn bánh cam hả trời? Cái gì vậy? Nè, nắm tay vợ tôi. Thấy rõ ràng nắm tay vợ tôi. Vợ anh mà cao ngồng vậy hả? Rồi, tại bà không biết. Bà, trời đất ơi, cái chuyện gì kỳ vậy? Cái chuyện tù ti tú tí của chú đâu có liên quan tới tôi đâu có biết. Trời ơi, cái gì vậy chú? Giỡn, chú ba con giỡn mà. À, chú Tư với thím ba cứ bình tĩnh. Nghe tôi nói, sự việc là vậy nè. Sắp tới á, là xã mình có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với cái xã kế bên. Cho nên tôi có mời chú Ba Đời và thím Tư Ếch đây là tham gia biểu diễn một cái tiết mục chích đoạn cải lương. Mà hay nha, chú Ba với thím Tư không biết kết hợp diễn xích chắc lắm nha. Chập tuần cái gì mà phải lén lút cho tôi hiểu. Dạ, chú Tư hiểu lầm rồi. Là vậy, tại vì tụi tôi muốn giữ tuyệt đối bí mật đó chú. Chứ chú biết rồi đó, cái xẻo lá của mình cứ cách 5 mét á là có ông nhiều chuyện. Mày á cứ cách 5 mét á là có ông nhiều chuyện. Mày á ông với mày kìa, ông với mày kìa, hai thằng mày nhiều chuyện. Hai thằng gì thôi đó chú thấy không? Cho nên á tụi tôi mới tuyệt đối giữ bí mật cái chuyện này. Lỡ mà để thông tin tiết lộ ra ngoài á là người ta nắm bài của mình hết là tiêu luôn đó chú ba. Cho bạn nói tôi nghe. Đã kêu giữ bí mật mà nói ông nghe cái gì? À, thì ra từ hôm bữa tới giờ cứ Diệu ơi Diệu à hả? Diệu này nè, bây giờ mình mới hiểu đó hả? Trời ơi mình ơi mình. Anh ở miếu vậy nè, anh nuôi nguyên con Trần Hiêu là nó hết xíu quách rồi. Cứ sức đầu bộ anh thêm nhá bầu nữa vậy. Nói gì? Nghe con lọt bỏ tay được đó. Nghe chưa Tự? Nghe. Ông kêu bạn nhá bầu đó. Tôi hỏi ông giờ ông hiểu cái sự việc hồi nãy giờ chưa? Hiểu rồi. À thì đó, bây giờ nè, sẵn bữa nay là bữa tập cuối, sẵn có chú Phú với ông ngồi đây với chị ba đây nè. Không phải tôi với anh ba tập luôn đi, để cho mọi người cùng xem có được không? Mai tập không được. Thôi mai mình thi rồi mà diễn bữa nay đi, bữa cuối mà diễn đi. Sao chứ? Thôi chú ba ráng giúp đi, tại còn có bữa cuối mà chú ba. Rồi. Trời, khen heo mà đập dép làm giật mình chứ nổi. Lâm. Tư Ếch, ngồi đây nè. Uống gì kêu đi. Cho ly cà phê đá đi. Anh tới lâu chưa? Cũng mới tới à. Mà ông làm gì hôm nay uống cà phê toàn là trễ không vậy? Trời đất ơi, lúc này bận lắm anh ơi. Tao nói bận đưa Ngọc đi học thêm. Trời ơi, túi bụi à. Con Ngọc nào? Con Ngọc là con của thằng Ảnh Ương, em trai tôi đó. Nó gỡ qua đây để mà tôi luyện thi đại học cho nó. Cái gì? Ông luyện thi cho nó? Ừ. Tôi nghe có lộn cha. À, không còn. Nội này đi. Không phải. Ý là bên nhà mình sớm mình này có cái bà cụ giáo Xuân đó. Bà luyện thi đại học hay lắm, cho nên là thằng em nó mới quyết định gỡ ở đây cho nó học thêm. Rồi á, là sẵn đây gần nhà tôi luôn, gỡ nhà tôi
là tôi kèm kẹp cho nó ôn luôn. Bên nhà nó ồn lắm, không có tập trung ôn thi được. Đó. Ông là bác nó, mà cũng là anh của tía nó. Ông lo cho con cháu là phải đạo rồi. Đúng rồi. Bao nhiêu thời gian là dồn cho nó hết trơn hết rồi đó. Phải vậy chứ. Mà thắng thua là kỳ thi đại học này đó nha. Vậy chứ làm sao, tụi nó tội nghiệp lắm nha. Đêm nào cũng học tới 1-2 giờ khuya luôn. Khuya lắc quá lên à. Trời, xuyên như vậy hả? Xuyên lắm. Trời ơi, nó xuyên vậy biết đâu kỳ này nó thi đậu được điểm cao sao. Mà nếu mà nói ra thì tôi nhớ tới thằng con trai của tôi, cái thằng ba dai đó. Trời, anh biết không, hồi đó đó năn nỉ nó đụng vô cuốn tập á, thiếu điều cũng gãi lưỡi luôn đó. Cho nên chính như vậy đó, tôi phải theo sát nó, phải đôn đóng nó từng chút từng chút từng chút một, phải quyết tâm cho nó thi đậu đại học mới được. Trời, vậy hả? Ừ. Dự kiến kỳ này cho nó thi vô trường nào? Tôi vô cho nó vô trường y. Trường y? Là trường ra làm bác sĩ đó hả? Trời, khó lắm đó nha. Khó mà cố gắng chứ sao. Nhưng mà có nghe nói là người ta cho yêu cầu là kỳ này thi bắt môn gì không? Tụi có coi sơ sơ trên mạng là nói là thi cái gì à? Hóa học, sinh học cái gì đó. Chà, căng nha. Thì mấy môn này khó lắm đó. Không chỉ thông minh đâu nha, mà còn phải chịu khó ôn luyện nữa đó. Thì bởi vậy cho nên là bây giờ nó, tôi nghĩ là với cái năng lực của nó, tôi nghĩ là năm nay nó sẽ thi đậu đại học. Tôi tự tin điều đó luôn đó. Nó siêng lắm. Bây giờ là ép cho nó học thiệt là nhiều vô đó, cho nó luyện thi cho nó tốt, phải không? Rồi bà nhà có chịu không? Trời đất ơi, bà nói bà đâu có chịu. Cái bà cái gì? Nó hỏng gì ông để cho nó tự chọn đi, chứ ép làm chi. Tôi nói bà đâu có biết cái gì đâu, tôi nói chuyện đại học chứ không phải là học đại đâu, đúng không? Trời ơi, bởi vậy thấy con cháu của anh mà tôi phát ham. Nếu mà kỳ này á mà nó đậu về đại học rồi nó làm bác sĩ, cái xóm xẻo lá mình lại có thêm một bác sĩ nữa rồi. Vậy chứ sao? Dạ, con chào chú Nam, chào chú Tư. Ủa? Bác sĩ Sơn, niềm tự hào của xóm xẻo lá mình nè. Dạ. Ngồi. Ủa, hôm nay con nghỉ làm hả? Dạ, hôm qua con trực đêm, hôm nay con được nghỉ. Cực quá. Dạ. Nhưng mà nhẵn đây có chú nói luôn, hôm bữa nhờ con á, chứ không ấy là chú đau bụng tới sáng luôn cơ. Dạ đâu có gì đâu chú. Chăm sóc sức khỏe mọi người là trách nhiệm của con mà. Nghe nói thấy dễ thương không? Bởi vậy học cao hiểu rộng á, nói cái gì nghe cũng mát lòng mát dạ. Bác sĩ mà. Trời ơi. Nói vụ bác sĩ mới nhớ, chú Tư nè có đứa cháu năm nay thi y cũng muốn là bác sĩ như con đó. Ủa, em có ước mơ làm bác sĩ hả chú? Trời ơi, bây giờ tôi định hướng cho nó là phải là bác sĩ. Phải không? Bác sĩ là phải được người ta tôn trọng nè. Đó, đi ra ai cũng khen có bác sĩ này nọ. Trời ơi, vinh dự lắm à. Em có yêu thích không chú? Thích lắm. Tụi đó đêm nào cũng học khuya lơ khuya lắc mà coi như là quyết tâm lắm đó nghe. Vậy là tốt rồi. Ngành nào cũng vậy. Nếu em nó mà không yêu thích sẽ không làm được đâu chú. Đúng rồi đó. Chứ sao? Mà làm mà nói bác sĩ nghe vậy nè. Khi nào bác sĩ rảnh đó, qua nhà tôi. Rồi cái bác sĩ đó truyền đạt cái kinh nghiệm mà đó bác sĩ thi đại học sau đó truyền đạt cho nó biết. Rồi sao để cho nó thi đại học chuyên ngành cho đậu ra, được không? Dạ, bữa nào chủ nhật con nghỉ con chạy qua. Trời ơi, cảm ơn nhiều lắm nha. Cảm ơn nhiều lắm luôn á. Đâu có gì đâu chú, khách sáo làm gì, sớm làng không mà. Thôi, trễ rồi. Cái gì? Ngồi nghe, tôi đi. Ê, mới uống mà. Tính tiền giùm tôi đi, gấp lắm đi, đưa cho nó đi học thêm còn khác nữa. Về, trời ơi, nhiều cũng chuyện lắm. Thôi đi. Con biết không, cái chú Tư này đó, ổng rất tâm quý với con cháu. Nhưng mà chú nghĩ làm gì làm chứ, ý thích của con mình khác, của cháu mình khác, còn mình khác chứ làm sao mà giống nhau được, đúng không con? Đúng, chú nói đúng. Nhóc, đi học nhảy. Nhảy nhóc gì, giờ tao còn phải đi học thêm môn khác nữa kìa. À quên, bác Tư mày bắt mày học để đi thi bác sĩ mà đúng không? Bây giờ là học môn hóa hả? Không, giờ học sinh học, mai mới học hóa. Thôi ráng lên. Mà sao mày không nói với bác mày, mày không thích thi bác sĩ đi? Thì... Hồi bác tao tới rồi, có gì tụi bay tập trước đi, tao tới sau. Chào bác Tư. Nè, đồ đón con. Chào con nha. Rồi, đợi lâu không con? Dạ con cũng mới ra, bác Tư. Đi nha. Để bác Tư chạy trong cho con luôn nha. Dạ thôi được rồi bác Tư, để con tự vô luôn cũng được. Thì cũng được. Dạ, bác Tư.
vậy thì con cố gắng học tốt nghe chưa? Dạ, bác Tư về đi. À. Sao lâu dữ vậy? Mày làm bọn tao đợi muốn chết à? Ừ. Tại tao phải đợi bác tao về tao mới trốn ở đây được. Thôi, giờ đông đủ hết rồi, mình bắt đầu khởi động ha. Đúng rồi đó, nếu là tao, tao sẽ đấu tranh với gia đình để thực hiện được ước mơ của mình. Thà mày nói thật một lần với bác mày giận một lần là thôi. Chứ cứ để dây dưa hoài, đến lúc cả gia đình mày biết, lúc đó mới mệt đó. Tại tụi bay không biết bác với tía má tao á. Từ nhỏ, bác với tía má tao đã muốn tao trở thành một bác sĩ rồi. Nhưng mà mày cứ cúp học vậy hoài, làm sao mày đổ được đại học? Bây giờ mà tao có cố gắng, cũng không có đậu nổi đâu. Tí có gì tí cười dữ vậy? Coi hài. Coi hài? Ừ. Trời đất ơi, xưa giờ toàn coi cái lương, nhưng nay coi hài. Trời ơi, lâu lâu đổi gu chứ. Có những cái hay mình không hỏi được đó nha. Quay ngồi coi với tiếp, qua đây qua đi. Coi quét nhà xong có yên đi nấu cơm cho con bé Ngọc chút về nó ăn. Ờ ha. Ờ nấu đi. Ủa khoảng mấy giờ nó về? Nửa tiếng nữa là tí đi đón được á. À nửa tiếng. Bữa nay anh học môn sinh với môn toán nè. Bữa nay nó mệt lắm á. Con nấu đoạn ngon ngon nghe không? Còn tối cho nó học đêm nữa, học khuya nữa, nghe không? Con biết rồi. Dạo này á, con thấy con bé Ngọc nó buồn buồn sao á tí. Ủa, buồn gì? Con đâu có biết đâu. Con thấy mỗi lần mà nó dở sách ra nó học á, là tự nhiên nó buồn. Xong nó lấy điện thoại, nó mở nhạc, nhảy nhót gì nó coi. Xong nó tắt, nó mở sách vở ra nó học, nó lại buồn tiếp nữa. Ủa, đi học thôi mà cũng buồn. Buồn là buồn sao? Ai nói với tía học thôi mà không buồn. Buồn chứ buồn. Với lại mỗi lứa tuổi thì nó sẽ có một cái nỗi buồn khác nhau. Chẳng hạn như lứa tuổi của con, nhiều khi cũng buồn lắm chứ. Ủa? Không biết nào tía biết hết đâu. Buồn gì? Con ở nhà đây là tía má lo hết trơn rồi. Không có tốn kém gì hết trơn. Có những con thôi mà cũng buồn, buồn gì? Đó, thấy chưa? Có bao giờ mà tía đặt vô hoàn cảnh của con mà tía biết. Ôi, mệt quá. Ai gọi vậy? Alo. Anh nè. Ở với Ngọc hả? Yên tâm, chịu học lắm, siêng lắm. Học khuya luôn, đêm nào cũng vậy. Ờ, nó mà đỗ đạt ra, nó thành bác sĩ, mình nở mặt nở mày cả dòng họ luôn. Ừ. Yên tâm đi, ở đây có anh lo nha. Ừ. Ba bé Ngọc hỏi tiếp. Ờ, hỏi thăm coi nó học hành sao. Thôi coi, rồi coi tiếp coi, làm mất hứng à. Rồi. Hên quá, bé Tư chưa tới. Ủa, con ra lâu chưa? Dạ con cũng mới ra bác Tư. Trời đất ơi, học một cực chơi dở lắm hay sao mà đầu tóc rối bời với trơn trời vậy? Dạ cũng bình thường bác Tư. Thấy con mệt quá, thôi ráng học đi. Làm bác sĩ với người ta, thấy không? Mình là bác gái đâu có canh chua thuộc hoàng. Nên tắm bổ. Rồi lên đi con, ráng học nghe chưa? Phải làm bác sĩ cho bác Tư nghe chưa? Dạ. Thôi mình về nghe con. Dạ. Trời, như thế nào mới xong? Sao mà ngủ gục vậy? Vậy ăn mì nè con. Trời ơi. Vậy con, ăn miếng mì đi con. Trời đất ơi, nó làm được mấy bài rồi mà nó ngủ gục vậy nè trời. Trời ơi, thì ông cũng phải để cho nó ngủ nghỉ chứ.
Chứ ông ép nó học kiểu này sao nó có sức khỏe á? Không học sao thành tài được. Tía má đã gửi cho mình thì mình phải có trách nhiệm chứ sao? Thì biết là có trách nhiệm rồi đó, nhưng mà ông cũng phải để cho nó thư thả thời gian chứ. Ông đừng có để cái cánh cửa đại học á mà làm gánh nặng cho nó. Thôi để cho nó ngủ đi. Bà không hiểu gì. Nè Ngọc, Ngọc, cô làm được có mấy bài mà con ngủ gục vậy chừng nào mới xong? Trời đất ơi, học cái kiểu này là làm sao mà cô thi vô đại học nổi vậy Ngọc? Ráng đi con, nè, ăn miếng mì, ăn một miếng đi, rồi học tiếp, cố gắng trở thành bác sĩ, nghe chưa? Nghe không? Rồi thì nè, ăn, ăn đi rồi nha, vậy học bài đi con. Mấy Tư chưa ngủ thêm xíu rồi. Ngủ cái gì, con giờ ngoài trời kìa, trời sắp sáng rồi đó. Hôm qua làm được có bài toán thôi à, bây giờ còn bài sinh với bài quá nữa nè. Gắng cố gắng học đi con. Ừ, rồi đó nha, gắng học nữa không? Ôn đi. Ngọc, sao ngục nữa rồi? Đứng lên dậy đi con, rửa mặt cho tỉnh táo đi. Đi đi. Đi đi con. Ừ. Đó, học đi đi. Dạ, rửa mặt tỉnh táo. Đi 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 đi. Ba, ba ngồi đi, tôi bàn chút xíu chuyện coi. Ủa, chuyện gì? Chuyện gì mà ông làm cứ vẻ nghiêm trọng quá vậy? Thì chuyện của bé Ngọc có thi đại học chứ chuyện gì? Tưởng gì, cái chuyện bé Ngọc thi đại học thì nó học vẫn tốt nào giờ mà ông lo gì? Không phải, tôi không có ngại cái chuyện mà nó học giỏi. Nó là chuyện bình thường rồi, mà tôi lo ngại cái chuyện khác kìa. Chuyện khác chuyện gì nữa? Cái chuyện là sắp tới nè, nó thi đại học ở trên thị xã đó, tới 3-4 ngày. Mà bây giờ mình không biết cái chỗ ăn, chỗ ở làm sao. Phải không? Rồi không có chỗ ăn đàng hoàng, nó ăn tầm 7-8 rồi nó sinh bệnh là còn mệt nữa. Ông tính gì cũng đúng đó. Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng để đến khi nó thi đại học á nó tập trung hơn. Nhưng mà tôi tính vậy nè, bà coi sao nghe. Ngày mai đó tôi với bà lên trên đó để mà mình coi kiếm cái chỗ phòng trọ cho nó đàng hoàng an toàn, thấy không? Rồi sẵn đó thì mình đi coi luôn cái chỗ nào mà bán đồ ăn đồ nó đàng hoàng vệ sinh đó, mình đặt thẳng đồ ăn cho nó luôn, cái mỗi ngày cái tới giờ đem đồ ăn cho nó, bà thấy không? Ông tính vậy đúng đó. Cứ theo ý ông mà làm đi ha. Cái mặt mày gì mà như thức trắng ba đêm vậy? Tại tối hôm qua tao phải thức tới 2 giờ sáng để làm bài á, đã dậy 4 giờ rưỡi còn phải lôi đầu dậy làm bài tiếp nữa, giờ tao buồn ngủ quá. Mày học vậy sức đâu mà chịu nổi? Tao cũng không biết. Thôi cố lên, còn mấy bữa nữa thi đại học rồi, cố lên. Ê Ngọc, tự nhiên á, sáng hôm qua bác Tư mày qua khoe với Tuyết tao á là mày thức khuya dậy sớm để học bài, rồi á làm cho Tuyết tao bắt tao phải học y chang mày vậy á, rồi còn phải dậy sớm nữa, chắc tao chết quá. Thôi mày đừng nhắc tới bác Tư tao nữa, tao áp lực quá. Người lớn ai cũng vậy á, có nghĩ học khuya là học nhiều mà đâu biết trong đêm đó mình làm gì đâu. Thôi suy nghĩ làm gì cho mệt, giờ đông đủ rồi mình tập nha. Ngọc sao vậy? Ngọc sao vậy? Ngọc, 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 tỉnh lại đi. Ngọc, Ngọc sao gì? Ngọc tỉnh lại đi. Ngọc sao gì? Ngọc tỉnh lại đi. Ngọc, 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 Ngọc sao vậy? Ngọc điện thoại reo không? Alo, đúng rồi, nè, tôi Tư Ếch, đúng rồi. Bé Ngọc, cháu tôi, hả? Xỉu, sao xỉu? Người ta gọi tôi mình, bà vô thay đồ đi tôi. Rồi, đi. Cháu tôi, trời ơi. Trời. Tình trạng cháu tôi sao bác sĩ? Con đã đo được nhiệt độ cho em nói là mang kiệt sức nhẹ.
khi nãy con đã cho em nó uống thuốc rồi. Chú Tư và gia đình cứ yên tâm đi, không sao đâu. Cảm ơn bác sĩ. Con thấy trong người con sao, đỡ chưa? Dạ, con đỡ rồi bác Tư. Thôi không sao, con cứ nằm nghỉ ngơi, có bác sĩ ở đây rồi, không sao đâu nghe con. Chú Tư, em nó đang bị kỳ sức nên ngất xỉu vậy thôi, chứ không có gì đâu, chú cứ yên. Không thích làm bác sĩ? Ủa vậy là sao? Ủa, bạn con nói vậy là sao? Bác Tư, con xin lỗi bác. Xin lỗi bác Tư? Cái chuyện gì mà con xin lỗi bác Tư? Thực ra ước mơ của con là được làm vũ công. Con trước giờ chỉ ráng học, chỉ để cho bác Tư với tía con được vui thôi. Chứ con biết khả năng của con không thể nào trở thành bác sĩ được. Bác Tư nói với tía con, cho tía con đừng có giận nha bác Tư. Tại sao từ hồi nào giờ con không chịu nói? Dạ, tại con sợ tía với bác Tư buồn. Đó, như làm bác sĩ cũng tốt, giống như là bác sĩ Sơn nè, con thấy không? Chú Tư, chú nói vậy là cũng không đúng. Dù làm bác sĩ hay kỹ sư, nếu mà em nó không thích rồi thì ép nó cũng không làm đâu. Chú hãy để cho em nó làm những gì mà em nó muốn. Alo, chú Tám hả chú Tám? Dạ dạ, con Tèo nè. Dạ chú có đi khám bệnh gì không, con kể cho đi. Không hả, cuối tháng mới đi khám hả? Vì chú có đi công chuyện không, con kể cho đi. Dạ dạ, dạ dạ, vậy chừng nào chú đi chú kêu con qua con chở cho nghe. Thì chở đi đi rồi tiền bạc để đó, chừng nào chú có tiền chú trả con cũng được. Dạ 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 dạ, vậy nhớ nghe. Dạ dạ. Alo chị hả? Dạ dạ em Tèo nè chị. Dạ, chị có đi công chuyện không? Em chở cho chị đi công chuyện. Kệ 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 đó, chừng nào đi đi rồi chừng nào lãnh lương trả cũng được. Dạ dạ không sao. Dạ dạ dạ, chừng nào nhớ đi nhớ ủng hộ em cuốc xe nghe chị. Dạ dạ. Dạ dạ cảm ơn chị. Trời trời, sao mà không có thấy khách khứa gì hết trơn trời. Em như cô gái hay còn xuân. Bảo hả? Gì? Đâu ạ? À? Đi chợ. Lên xe tôi chở cho đi. Thôi, ta đi bộ. Bữa nay nè, ta mới sắm được cái này, thấy không? Cái vòng ngọc trai nè, thấy chưa? Rồi cái bông tai hồng xoàn nè, ta phải đi bộ để ta khoe cho người ta thấy cho nó dễ chứ bộ. Ừ. Lên xe đi, tôi chở cho bà lạng mấy vòng ngoài chợ là ta thấy hết à. Thôi, để ta đi bộ sẵn ta tập thể dục luôn đó mà. Hen. Ê, gì? Tôi ủng hộ cà phê bà hoài, bà ủng hộ tôi cuốc xe coi. Mày nói sao chứ? Tao thấy mày á đi vòng vòng trong cái xẻo lá này á, quán cà phê này mày cũng vô hết trơn á, chứ không phải chỗ tao không đâu. Nhất á là mấy chỗ mà có mấy em út nào mới là mày ghé à. Tao biết hết nè, mày đừng có cãi tao, tao biết nè. Thôi tao đi à. Bỏng. Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thân chưa nhiễm bụi trần. Trời trời, giờ mới ruột mà cũng bỏ mình đi luôn hả trời. Chú hai hả? Sao chú không kêu bảy cò tám tạng chở chú đi, chú kêu xe con vậy? Lấy xe nó chở bả đi công chuyện rồi, chứ phải như có nói nhà tao đâu có kêu mày chi, chứ tốn tiền. Trời ơi, chú cháu lâu lâu ủng hộ con bút xe mà tham tốn tiền gì không biết nữa. Thì tốn tiền của tao, tao nói tốn tiền chứ. Trời ơi, mày chạy đàng hoàng theo, tao còn sống lâu lắm đó con. Trời ơi, chú yên tâm đi, con là tay lái lụa không sao đâu. Chở tao chứ đâu phải chở gái đâu mà mày lạng lấy le. Rồi chú ngồi yên đi, con chạy an toàn cho. Xe mày cũ mà máy còn êm quá Tèo á. Trời ơi, xe cũ chứ máy là ghim xịn chạy im gu à chú. Ừ, thấy dạ. Cũng được. Từ từ thôi con. Dạ dạ dạ. Ừ. Sao vậy Tèo? Mới khen mà té hen rồi. Con cũng không biết nữa. Để con đề lại coi.
Chị ta nãy đang chạy ngon sao kỳ chê? Có kỹ coi là hết xăng. Đâu có, nãy trước khi qua rước chú là con đổ đầy bình xăng mà. Chị gì? Để con thử lại lần nữa nha. Lẹ lẹ đây là tao đi công chuyện gấp lắm đó. Dạ dạ. Thôi tao thấy hết cứu rồi con ơi. Cái tiếng nổ này tao thấy hết cứu rồi đó. Kỳ ta. Chị gì? Lần nào gặp mày tao thấy cũng y chang vậy chứ. Chú hai gì? Giờ con còn cách nữa. Cách gì? Mà chú phải giúp con nha. Cái gì? Đẩy. Trời. Gắn gắn chú hai. Gắn lên chú hai ơi. Gắn để lẹ lẹ chú. Nhanh lên chú. Nhanh lên. Nhanh lên chú. Gắn đẩy nhanh nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Ê. Gắn 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 gắn. Sao vậy? Sao đẩy nữa? Chú gắn hết nổi rồi con. Chú, không được đâu, còn có nhiều sức là làm hết luôn rồi đó. Chú gắn khúc nữa, đẩy con khúc nữa nhiều khi xe chạy không chừng. Mày quên là tao già rồi. Nửa khúc cũng không nổi, đừng có một khúc cho mất công. Không chịu nổi con. Có nhiều bao nhiêu mẹ à, cầm điện của cà phê. Gì vậy? Sao nãy chú nói con chở chú đi, chú cho con 40 ngàn. Trời ơi, 40 là tới địa điểm. Còn này mới có giữa đường 20 được rồi. Đáng lý là mày phải thối tiền lại cho tao công đẩy nãy giờ đó. Vậy thôi 20 ngàn cũng được. Ừ. Rồi đánh nó điện thoại kêu mấy bạn mày thằng nào không lại đẩy tiếp đi. Tao mệt quá rồi. Thôi tạm biệt nha. Ở lại bảo trọng hồn ai nấy giữ à. Chú hai, chú hai. Cái gì? Dạ con nó bảo hiểm. Đẩy mày mà tao quên số quân luôn. Mày làm gì vậy? Mày không thấy tao đang câu cá hay gì mà hỏi? Trời đất ơi, ăn rồi tối ngày phá làng phá sớm rồi giờ ra đây câu cá nữa. Cá đâu câu? Xưa, ngày hôm qua câu được 2 con luôn á. Trời. Rồi mày á, sao không chạy xe ra đây kiếm tao làm chi? Xe hư mất tiêu rồi, lấy gì chạy? Ăn ở không sáng giờ nè. Ê, hư xe kiếm tao mượn tiền phải không? Trời đất ơi, tao không ngờ mày là anh em chí cốt của tao luôn. Ba lít, tao chưa kịp nói gì chân mà mày biết tao muốn gì luôn. Ừ. Có tiền cho mượn chút đỉnh sửa xe đi. Cả xẻo lá này mày không mượn, mày mượn ngay cái thằng mà nó khổ nhất, không còn một cắc nè ông nội. Vậy chứ giờ xe tao hư, tao bỏ ngoài tiệm sửa xe rồi không có tiền sửa rồi sao giờ, giúp đỡ đi. Mày chạy qua bà ruột hồng kìa. Trời ơi, tao qua bả trước kiếm mày nữa. Tao qua tao mới mở miệng nhắc vụ mượn tiền, cái bả nói tao chưa trả nợ uống cà phê của bà, bà không cho tao mượn nữa. Trời đất ơi. Ê, khoan khoan, có thằng cậu đợi xíu. Alo. Sửa nhiều, cỡ nhiêu lận? Trời đất ơi. Nhưng mà là chính xác cụ thể là nhiêu, nói cho người ta biết đường người ta chuẩn bị. Chưa gửi hả? Biết rồi, để tôi tính. Ê, sửa tới 1.500.000 lần hả? 1.500.000 lần mày ơi, chết rồi. Giờ ê, không ấy mày bán ve chai luôn đi chứ mày tiền đâu mày sửa. Đâu có được. Nhiêu thì nhiêu cũng phải kiếm tiền để mà sửa chiếc xe, cái xe kiếm cơm của tao mà. Ừ, vậy mày đi kiếm ai mượn, mày đi gom tiền vậy mày trả cho người ta đi. Đúng rồi, để tao đi mới. Ờ. Ê. Hả? Mày không có đồng nào cho tao mượn thiệt luôn hả? Tao lại mày, không còn một cắc nè. Là tôi bực bội hơn. Bà Lích. Tí tao không biết kiếm làm gì. Bà Lích. Chào chú Chính. Bỏ đi, không có câu kéo gì. Đi về, đi về liền. Đang câu, đang câu. Chả cái gì, bỏ nó đi, nghe lời tiếp, đi về, đi về. Về làm gì? Tao nói tí đi ra ngoài chợ á, có công chuyện chút xíu rồi nghe người ta đồn. Người ta nói có cái công ty gì á, dài dép gì đó, nó mở, nó tuyển người vô làm, đang bán hồ sơ. Coi gì chạy lên mua hồ sơ đi, xin đi làm với người ta. Đặng hàng tháng có lương rồi con, tao thấy mày lông bông không á. Biết gì đâu làm trời. Thôi kệ, làm mày làm. Ở nhà riết cũng chán, không có tiền xài. Ừ. Chú Chính. Là chú kêu Ba Lít đi làm công nhân hả? Không biết tuyển cái gì đó, cứ xin như đó rồi tao bố trí bằng cái gì đó, bằng cái đó. Con làm được không chú Chính? Sao không được, người ta đang tuyển mà. Dạ. Mà nè, mày tính bỏ nghề chạy xe ôm làm sao đi mày? Tại xe ôm con hư mấy bữa nay rồi, sửa chưa lấy được nữa, không có chuyện làm gì hết trơn á. Ừ, vậy coi hết được á thì đi với Ba Lít lên trển mua hồ sơ, hai anh em đi làm chung cho vui. Dạ. Ủa tía, là trên đó người ta nhận nhiều người lắm hả tía?
thì nghe người ta nói vậy á, lên trên đó hỏi rồi mua hồ sơ nghe con. Ê, vậy bây giờ tao về tao lấy xe, tao lên trên đó tao mua bộ hồ sơ liền ha. Ê, cho tao có vàng chứ. Ờ, cũng được á, đi. Đi nghe tiếp. Đi, đi, đi nghe chương trình. Nè, ghi chú này cho đẹp đẹp không? Dạ, chú muốn ghi không? Ghi, ghi. Ủa, hai anh em con đang làm gì vậy? Dạ, ghi hồ sơ cho anh hai á má. Ủa, hồ sơ gì? Dạ, hồ sơ anh gì đó má. Hồ sơ xin việc làm, sao con không viết để cho em viết vậy? Tại con ghi chữ xấu, nhờ với An ghi cho đẹp. Ủa, không chạy xe ôm nữa sao, mà liền xin việc làm? Con thấy chạy xe ôm ngoài nắng ngoài nôi, cực thấy bà luôn, mà cũng không có nhiêu tiền hết. Còn dư 3 lít rủ nhau nộp hồ sơ cho trong công ty á mẹ, làm tới tháng lãnh lương. Ừ, vậy cũng được. Chứ đi. Con xin đi làm á, thì cũng được hơn là chạy xe ôm. Chạy xe ôm á, có đồng nào tụi bay nướng vô quán hết trơn. Vậy còn chiếc xe làm sao con? Xe con gửi ngoài tiệm sửa xe á, tại chưa có tiền cho nên còn để ngoài chưa dám kêu người ta sửa. Con kêu người ta sửa đi, rồi má đưa tiền cho con lấy. Gì? Má cho con tiền sửa xe hả? Trời ơi, có tiền gì mà giấu nghe. Là da ngầm không hay ta ơi. Giấu đâu, má có tiền, nhưng mà phải để dành lúc ốm đau, rồi còn để dành sửa nhà nữa nè. Khi nào cần thiết á thì má sẽ đưa ra. Dạ. Đưa trước, nhớ lãnh lương về trả lại cho má. Trời ơi, để da không cho luôn đi còn cho mượn nữa. Mà má yên tâm đi, mười mốt tới tháng lãnh lương xong con trả cho má một cục tiền luôn, con bo thêm cho má mấy trăm ngàn nữa, chịu không? Xong rồi. Thấy đẹp má. À, ok. Ê, ê. Gì? Tiền công em đâu? Thiếu đi. Hai nói cái gì? Cho hai thiếu đi. Cái gì? Không chịu đâu, đưa tiền cho em. Má. Má cái gì? Má. Anh hai nuốt lời kìa má. Má. Nè, con biết anh hai con đâu có tiền đâu mà con xin. Đúng rồi đó. Giờ em cho anh hai thiếu đi. Mười mốt anh hai làm công ty, lãnh lương cho em đi ăn kem, đi ăn cái viên chiên nữa. Vậy hen. Có bao giờ có tiền đâu mà cho người ta chứ. Con đi nghe má ơi. Trời ơi, sao không ăn sáng mà đi liền vậy? Thôi, con đi cho kịp, con còn qua rủ con ba lít đi nữa. Cái gì vậy? Bữa nay ăn mặc gì sao nhìn nó kỳ kỳ á. Má còn nói kìa, không biết gì trơn. Người ta đi làm công ty là phải ăn mặc lịch sự đàng hoàng gì nè. Đúng rồi đó, bữa nay anh hai phải đàng hoàng như vậy đó. Đúng rồi. Đi làm mới được chứ. Đi làm nhớ ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa, không phải giống như ở nhà phát biểu linh tinh. Trời ơi, cái đó má khỏi dặn con má ơi. Ở nhà là con nói chuyện với má với bé An cho vui thôi, chứ con ra đường là con ăn nói đàng hoàng chững chạc dữ lắm cho bộ. Thôi đi à. Ờ, đi đi. Qua nhà ba lít kiếm nó nữa. Rút teo. Ui. Dạ con chào chú Tám mới qua. Em chào anh. Chào cưng. Trời đất ơi, nhà cửa gì tối thui vậy? Bật đại cái đèn lên coi tèo. Nè, đeo kiến đèn mà nói người ta không mở đèn. À, con quên. Nó vậy không đó má, làm chuyện không giống ai chừng á. Những người làm chuyện không giống ai là những người phi thường. Tao tính qua kiếm mày nè. Trời đất ơi, tao ủi đồ xong đợi mày cả buổi luôn không thấy mày qua. Trễ giờ bây giờ nè. Thì tại tao cũng xuống sạn quá trời nè. Nè, nhìn hai đứa con bữa nay hoành tráng quá ha. Má má im không, im không? Im em. Em. Thêm tao biết sao không? Bây giờ á, tụi con đã có công ăn việc làm ổn định, có một cái tương lai tươi sáng. Sau này á, tụi con còn phải có vợ nữa. Cho nên á, phải sạch sẽ, tươm tắt. Ê ê ba lít, tao với mày vô trong đó làm văn phòng mà ngồi máy lạnh chắc mưa mút, trắng tươi quá mày. Trắng là đúng rồi. Mày không biết đâu, lúc hồi nhỏ á, tao trắng tươi à, tại tao không có việc làm, tao đi ngoài đường riết rồi tao đen vậy đó. Vô cỡ một tuần một, y như cục bột. Trời, hồi xưa má tao nói đẻ tao ra cũng trắng tươi à, đúng không má? Tại vì tao chạy xe ôm nên mới đen vậy thôi. Thôi khỏi có nói nhiều, vô chỗ đó ngồi một tuần đi. Ai trắng ai đen rồi sẽ hiểu. Đi, hai đứa mình cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi tiến lên. Đường tương lai của chúng ta đó, cố gắng lên nha bạn. Ừ. Dạ chào chúng ta. Chào cưng. Chào anh. Má đi nghe má. Đi nghe bé An. Dạ, anh hãy cố lên nha. Dạ.
anh lên ruột ơi. Cô ba. Ờ đợi đợi đợi. Đi nha. Đi nha. Đi nha ba. Đi ba này. Mình vô ăn cơm á. Đi. Chị Tám. Ủa anh Chính. Đi đâu mà nhìn mảnh tỏ quá vậy? Ta nói mấy bữa nay á, trái gió trở trời, đi lên trên xã xin mấy viên thuốc uống. Dạ. Sẵn đi ngang ghé hỏi chị, hình như là sáng nay á, làng Ba Lít nhà tôi ghé thằng Tèo á, rủ đi làm phải không? Dạ đúng rồi, hai đứa nó đi làm chung. À. Trời ơi, nhìn nó hả, ăn mặc lịch sự, bảo cho quần đồ, nhìn nó lịch sự lắm đi. Kỳ này chắc nó làm văn phòng á anh. À, thì chứ sao, hai đứa tụi nó phải làm văn phòng, chứ làm gì bậy bạ tụi nó không có làm đâu. À. Hai anh khiêng hết tất cả những cái thùng này lên phòng hành chánh giúp tôi. Là khiêng hết cái đống này luôn hả anh? Đúng rồi. À, em ý kiến cho em xin thời hạn. Thời hạn gì? Là tụi em phải khiêng tất cả cái này trong vòng một tháng, một tuần hay là một ngày. Cái gì mà một tháng, một tuần, một ngày? Trong vòng một giờ. À. Nhanh lên. Trời trời, tao tưởng đâu vô đây được ngồi văn phòng máy lạnh. Ê hey. Gì? Mày không nghe ông nói hả? Khiêng cái này lên văn phòng thì chắc mình khiêng cái này hết, rồi bắt đầu mình lên trên văn phòng làm. Ờ à, cũng đúng nha. Rồi giờ sao giờ? Khiêng chứ làm sao? Một đống gì biết cái nào trước, cái nào sau. Làm theo cái nguyên tắc cơ bản, nhỏ trước, lớn sau. À, thôi khiêng đi. Để tao xăng áo lên. Để phụ, để tao phụ cho. Ồ, nặng quá, nặng quá. Tôi thấy hai đứa đó là đi làm chung đó nha, yên tâm lắm. Ừ, nè, cái thằng Ba Lít nhà tôi á, nó đi làm với thằng Tèo á. Thằng Tèo mà có chuyện gì á, là nó bảo vệ tới bến luôn á nghe. Cái thằng Ba Lít nhà tôi nó lanh lắm. Thì thằng Tèo nhà tôi nó cũng vậy, nó cũng lanh lắm chứ bộ. Có gì á, nó bảo vệ con anh, thằng Ba Lít luôn. Đó, bởi vì người ta nói tình làng nghĩa xóm là ở chỗ đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ, em cũng cầu mong cho hai đứa nó đi làm nên sự nghiệp. Ừ, mong là vậy. Cái anh nghĩ như sao vậy? Trướng như con voi, khiêng những cái hộp nhỏ như thế này, từng cái rồi biết khi nào mới xong. Dạ thưa anh, tụi em á làm việc theo bài bản đàng hoàng, nhỏ trước, lớn sau. Mấy cái hộp này á là lớn hơn những cái hộp lúc đầu tụi em khiêng rồi đó anh. Dạ dạ đúng rồi anh, em khiêng từ từ tới mấy hộp bự anh. Nhỏ thì mình có thể là một người khiêng một cái được, còn không á, những cái hộp nhỏ hơn thì có thể khiêng cùng lúc nhiều cái được mà. Ủa anh, mình khiêng một lần 2-3 thùng cũng được luôn ha anh? Được chứ sao không? Tụi em chắc khiêng không được rồi đó. Anh làm mẫu cho tụi em xem ha anh. Rồi, ok. Wow. Nó không nhìn đi. Ừ. Cũng đơn giản chứ khó khăn gì đâu. Ôi. Superman. Quản lý có khác mày ơi. Má ơi, chưa thấy 2 giờ nữa vậy má. Thì chắc cũng sắp về rồi. Má đã để phần cơm cho anh hai riêng rồi. Để xong cái này là mình vô ăn cơm, nha không? Dạ. Anh hai về kìa má. À. Em chào anh hai. Má mới về à? Ủa về rồi hả? Dạ. Đi vô trỏng thay quần áo, rửa mặt rồi ăn cơm. Dạ dạ. Sao hôm nay ngày đầu tiên đi làm mà má thấy con uể oải quá vậy? Đâu có đâu. Con khỏe lắm, khỏe. Công việc con ngon lành luôn á. À, vậy thì má cũng mừng. Dạ dạ. Thôi con vô trong nha. Ừ. Vô rửa mặt đi con. Nhìn anh hai sao vô. Sao vô ăn cơm con. Dạ. Đi. Ôi sao mặt nặng dữ vậy trời. Ôi phải chi lúc này mà có thằng Tèo xe ôm á, nó chở mình về nó đỡ gì đâu á. Nó chở mình về cũng đỡ. Mà lúc cần nó không thấy đâu hết trơn á. Dạo này nó còn đi làm nữa chứ. Ruột. Hả? Ui. Ủa? Ba Lít hả? Ừ. Sao mày không đi làm chung với Tèo hả? Nghỉ rồi. Sao nghỉ? Tại công việc á không phù hợp nên nghỉ. Tại tôi là lao động là trí óc chứ không phải lao động tay chân.
Ủa, vậy thằng Tài nó cũng nghỉ luôn rồi hả? Phải rồi, trời chứ nghĩ sao, anh em ruột rà với nhau, tôi nghĩ nó làm chi? Vậy để ngày mai cô Hồng còn quá trời đồ ngoài chợ á, họ để mai kêu á, nó chở mình đi mà được ha. Đúng rồi, có ba cái đồ nặng gì đó cứ kêu nó chở ủng hộ đó. Mới đi chợ hả? Chợ quá trời về bán nè. Mua đồ ăn quá trời luôn nha. Ôi, cái gì vậy? Này mà ăn cái đã lắm à. Cho con trái ha. Đồ tao chưa bán mà mày ăn gì hư hết sao? Trời ơi, xin trái ăn sáng giờ chưa ăn gì hết. Ăn này chắc đã khác luôn. Đồ chưa có gì mà mày xin ăn. Trời, coi như là cho mở hàng đi. Thôi mày ăn đi. ăn đi. Mày sẵn mày xách bụng tao về nhà đi rồi cái gì cũng có phè luôn ha. Trời ơi, con cũng tính ra quán cô à. Gì vậy? Điện thoại, đợi con cái. Alo. Gì? Vợ mày đẻ hả? Trời. Rồi sao không trở lên trạm xá đi? Cái gì? Rồi, tao qua liền. Đợi nghe. Vợ chính đẻ. Rồi, tới liền. Lên. Trời ơi. Nó phụ cho mình bây giờ nó bỏ đi à. Ăn chứ xoài của mình nữa. Cái thằng lâu ca. Anh hai. Trời Phật ơi. Lại đây ngồi cả buổi không thấy ai hỏi han gì hết trơn. Té ra hai người đi chơi nha hả? Đâu có đâu. Anh ngồi chơi chút xíu nha. Em vô chút xíu em ra nha. Chú hai. Lâu quá trời hôm nay không gặp chú hai. Nghĩ làm hả mày? Nghĩ rồi chú ơi. Sao nghĩ rồi? Không nghĩ có án mạng xảy ra. Đất ơi, vụ gì dữ vậy? Không phải tại con, mà tại vì tụi con đang làm cái ông quản lý ông nói gì nè. Thôi, hai anh nghỉ giùm tôi cái đi. Tôi nhìn thấy hai anh là tôi tức, tôi học máu, tôi chết á. Đi liền. Đi ra ngoài liền. Đi nhanh lên, đi. Không còn một cơ hội nào. Không, chứ. Đi ra ngoài liền. Đi thiệt luôn hả anh? Đi liền, không có nói nhiều. Anh cho em bắt tay cái gì? Không có bắt tay gì hết. Nghỉ việc. Không bắt tay gì hết trơn á. Đi, nhanh lên, ra ngoài. Đi nha. Đó, ông nói như vậy đó, tụi con đâu dám làm nữa. Lỡ đang làm, ông bắt ông chào má ông chết rồi lấy gì đền ta. Vậy đó hả? Dạ. Thôi mẹ ơi, trở về chạy xem ra ôm cái nghề truyền thống đi. Đúng rồi đó. Con nghiệm cũng thấy chú hai nói đúng á. Đi vòng vòng cũng về nghề xe ôm nè, làm như xin nghề tử nghiệp hay gì á. Nói là thấy ghê, ai dám đi xe mày? Không phải, ý con là làm cái nghề chạy xe ôm này chắc tới già luôn quá. Ừ, xã hội tao phân công rồi, tao nói thằng nào cũng vậy à, nghề nào nghiệp nấy à. Sống muộn vòng vòng cũng trở về ông đau mà, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái nghề nào cũng vậy chứ á, mày tâm quyết là cũng làm ăn cũng được hà, phải không? Dạ đúng rồi. Chút chở tao đi ngân hàng cái nha. Gì? Chú hai đi ngân hàng hả? Ừ. Ôi, điều này là có tiền gửi ngân hàng ra lấy lãi rồi nghe. Tao chưa nói hết câu. Kế bên ngân hàng nó có cái chỗ đóng tiền điện. Đỡ tao ra đó đóng tiền điện người ta. Ủa là đi đóng tiền điện chứ không phải ra ngân hàng lấy lãi hả? Đi đóng tiền điện. Thôi đi. Nhưng mà xe sửa chưa? Sửa đàng hoàng ngon lành chứ trời. Chạy im ghe liền. Đâu có giống như bữa hổm nghe. Chết máy dọc đường đó, măng dục với ta đó nghe. Trời ơi, con quay về cái nghề sơm là cũng làm máy, làm xe rồi im lắm. Con quay lại nghề chú hai mở hàng con cuốc cho nó ngon lành, ngọt ngào kìa. Để anh ta nói, cha mẹ không giống người mở hàng con mày ngọt ngào. Mày muốn mở hàng hay đóng hàng gì cũng được hết á.